quyển 2, chương 5. Mái tóc dài ngang lưng đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, thư sướng đứng trước gương, cảm thấy mái tóc mới này rất lạ lẫm, đây cũng coi như là thể hiện của quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới. Hết kỳ nghỉ phép đến tòa soạn làm việc, kiểu tóc mới của cô gây ra một trận rối loạn nho nhỏ. Các cô gái vây quanh cô vừa đánh giá vừa khen ngợi, đương nhiên nội dung khen ngợi cũng không hề nhất trí, như thể thư sướng có những năm sáu kiểu tóc mới khác nhau, sau đó mọi người sôi nổi thảo luận kiểu tóc phù hợp với từng người trong văn phòng. Thư sướng rất không quen bị người khác soi mói bình phẩm như vậy, cô mất tự nhiên gạt gạt tóc ra sau tai, quan sát xung quanh và bất ngờ khi không thấy bóng dáng tạ lâm đâu. Đi vào phòng làm việc, trưởng phòng thông báo 9 rưỡi đến phòng hội nghị ở tầng 20 dự hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng, trình bày các chủ đề mỗi phóng viên định đưa tin tháng sau. Cô gật đầu, trước khi nghỉ phép cô đã chuẩn bị xong nội dung công tác tháng sau rồi. Mở máy tính in tài liệu xong, thấy đã đến giờ họp, cô vội vàng đi lên tầng 20. Hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt. Bình thường các phóng viên tòa soạn đều đi thu tin suốt ngày, đến các cơ quan, các công ty, các trường học, đến tất cả các xó xỉnh, ai cũng bận việc của mình, rất khó nhìn thấy mặt. Chỉ có đến hội nghị thường lệ cuối mỗi tháng phóng viên các mảng mới tụ tập lại một phòng, truyền đạt ý tưởng của lãnh đạo, trao đổi thông tin các bên, thảo luận tư tưởng đưa tin, bàn bạc nội dung trọng điểm, tán gẫu về tin tức bốn phương, chuyện người nổi tiếng, sao ca nhạc chạy show cơn sóng gió trong ngành bóng đá, rau có bao nhiêu tiền một mớ. Trình độ trên đầu bút thể hiện trên mặt báo, tài hoa trên đầu lưỡi hiển lộ trong hội nghị. Vừa bước vào phòng hội nghị thư sướng đã nhìn thấy đàm tiểu khả đang bị mấy chàng trai có hóc môn nam tính phát triển bao quanh. Đây là lần đầu tiên đàm tiểu khả tham gia hội nghị phóng viên thường lệ. Cô ta có ngoại hình xinh xắn dễ thương nên đương nhiên sẽ được người khác chú ý. Một số người bạo dạng đã bắt đầu buông lời ông bướm. Những người có lòng mà không có gan thì chỉ quan sát dáng người cô ta cho bổ mắt. Thật lạ là khi được trọng đại thế này Đàm Tiểu Khả lại tỏ ra bối rối, ngay cả nụ cười cũng rất gượng gạo. Cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt đảo quanh, đến lúc nhìn thấy Thư Sướng, Đàm Tiểu Khả lập tức sáng mắt lên. "Thư tỷ," cô ta gọi một tiếng rồi đẩy đám người ra chạy tới chỗ Thư Sướng. Thư Sướng chỉ gật đầu theo phép lịch sự rồi chuyển ánh mắt đến chỗ các phóng viên khác. "Xin lỗi, cho em mượn Thư tỷ một chút." Đàm Tiểu Khả cười hờn dỗi với các phóng viên khác rồi kéo Thư Sướng đến một góc của phòng hội nghị. Thư Sướng nhẹ nhàng đẩy tay cô ta ra, hỏi lạnh nhạt, có việc gì à? Đàm Tiểu Khả hơi méo máu, khuôn mặt tuổi thân nhăn nhó, anh chàng bạn học kia của chị bắt nạt em. Thư Sướng hơi bất đắc dĩ nhìn cô ta, nếu có thể thì cô rất muốn bịt tai lại. Mấy ngày liền anh ấy không gọi điện cho em, cũng không nghe điện thoại của em. Thế thì cô đi tìm anh ta đi. Thư Sướng chớp mắt giọng nói lộ vẻ xa cách. Đàm tiểu khả vẫn coi thư sướng như thân nhân, hoàn toàn không nhận ra vẻ xa cách đó, em không biết anh ấy làm việc ở đâu. Đầu óc thư sướng gần như đoạn mạch, tính yêu của cô ta đúng là vô điều kiện. Liên lạc duy nhất giữa em và anh ấy chính là điện thoại di động, bây giờ anh ấy không nghe máy thì em cũng không tìm được anh ấy. Nhưng mà có thư tỷ nên em cũng không lo. Nhỡ đâu anh ta có vợ rồi, hoặc anh ta có bạn gái rồi thì sao? Cô! tại sao cô có thể yêu anh ta mà không hỏi gì hết như vậy đàm tiểu khả cười hi hi nếu anh ấy đã có vợ hay bạn gái thì đương nhiên thư tỷ sẽ nói với em có điều em tin rằng cho dù anh ấy có bạn gái thì đó cũng không phải là tình yêu em mới là người thích hợp nhất với anh ấy thư tỷ chị không biết đâu em với anh ấy cực kỳ hiểu nhau ở bên anh ấy em thấy rất thoải mái anh ấy cái gì cũng tốt chăm sóc chu đáo ít ba hoa nịnh bợ nhưng cũng không phải chậm hiểu còn rất hài hước nữa chứ không phải loại đàn ông khô khan giả vờ đứng đắn tóm lại là em đã nhận định anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của em thư sướng gật đầu với cô ta định nói gì đó nhưng lại thôi thư tỷ đàm tiểu khả lắc lắc tay cô làm nũng chỉ có thể gọi điện cho anh ấy giúp em hay không em lo anh ấy bị ốm nếu không thì cũng có chuyện bất ngờ gì đó anh ta không nghe điện thoại của cô thì làm sao lại nghe điện thoại của tôi được thư sướng lắc đầu lực bất tòng tâm có lẽ dương phàm cũng cần vài ngày để gặm nhắm sự vui mừng sau khi giành lại được tự do chị gọi điện đến văn phòng anh ấy anh ấy nói với em rằng anh ấy là một công chức còn là cán bộ gì đó nữa cơ thực ra tôi và anh ta rất ít liên lạc với nhau thư sướng cười cười xin lỗi trong lòng tràn ngập bi thương nhưng tân giang cũng không lớn chị chưa đi học lớp học trường gì với anh ấy à tôi sư phụ tôi đang gọi Thư sướng đứng dậy như được đại xá đi đến chỗ thôi kiện, sau lưng như bị gai đâm. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vì sao sau khi ly hôn mình vẫn phải chịu đựng sự quấy nhiễu như vậy? Thôi kiện đang ngồi cùng một đám phóng viên thâm niên, nhìn thấy thư sướng, ông ta tỏ ra hơi lúng túng. Đến phần chọn nội dung viết bài tháng tới, đây chính là lãnh địa của các phóng viên lớn. Phóng viên lớn đương nhiên phải được phân chia các sự vụ quan trọng, còn phóng viên nhỏ chuyên viết tin vặt vảnh thì chỉ có nước đứng sang một bên thư sướng thuộc về loại phóng viên nhỏ trong số các phóng viên lớn vì vậy cũng có một ghế trong lãnh địa cô thư đến lượt cô phát biểu đấy phóng viên chủ chốt của mảng tin tức xã hội mỉm cười nói với cô gần đây tôi có viết một bài báo về một cảnh sát thi hành án cặp bồ với người yêu cũ rồi bắn chết chồng tình nhân sau khi viết xong tôi tràn đầy cảm xúc muốn viết một loạt bài về các vụ phạm tội liên quan đến hôn nhân Mặc dù trong xã hội hiện nay ly hôn đã trở thành một chuyện rất đơn giản nhưng vì dính dáng đến các vấn đề phân chia tài sản và nuôi dưỡng con cái nên vẫn có rất nhiều người đi lên con đường phạm tội. Tôi đã tìm được không ít trường hợp ở trên mạng, có một số. Thư sướng cầm tập tài liệu, nói rất thông thả. Lần trước cô Thư viết loạt bài về quan chức cấp cao sa ngã và đã xuất bản thành sách, đề tài lần này cũng rất hấp dẫn, có thể khiến một số người đã bước lên rìa tội lỗi tỉnh táo lại, tôi tán thành suy cho cùng thì tâm tư phụ nữ bao giờ cũng tinh tế có thể khai thác được những vấn đề mà chúng tôi thường xem nhẹ cô thư nếu loạt bài này lại được xuất bản thì cô sẽ lập kỷ lục trong tòa soạn báo chúng ta sau này rất khó bị phá vỡ sau này nói không chừng cô thư có thể trở thành một tác giả rất nổi tiếng như kha vân lộ lưu tâm vũ đấy mọi người vui vẻ mồm năm miệng mười cố gắng thể hiện sự cơ trí sâu sắc hài hước rộng lượng của mình thực ra có người nào trong lòng không cảm thấy ghen tị thư sướng mới bao nhiêu tuổi nếu sau lưng không có bùi địch văn nâng đỡ thì có thể thành công dễ dàng như vậy sao tuy nhiên phóng viên là người chịu trách nhiệm đưa tin một cách chân thực chứ không phải người viết tiểu thuyết bestseller quá coi trọng việc xuất bản cũng không phải chuyện tốt hội nghị thường lệ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ thư sướng thu dọn tài liệu lặng lẽ liếc đàm tiểu khả cô ta cũng đang nhìn về phía này vẻ mặt sốt ruột như có chuyện cần nói cô vội vàng lách qua đám người chen ra ngoài từ cửa sau thư sướng một người nhẹ nhàng vỗ vai cô. Thư sướng quay đầu lại, bùi địch văn mỉm cười, vừa rồi anh ở bên ngoài dự thính hội nghị thường lệ, em đưa các tài liệu liên quan đến chủ đề lựa chọn cho anh xem một chút. Qua vai bùi địch văn, thư sướng nhìn thấy đàm tiểu khả công môi đi đến thang máy với vẻ rất không cam lòng, còn vừa đi vừa ngoái đầu lại. Các phóng viên khác cung kính gật đầu chào bùi địch văn, chỉ chốc lát toàn bộ mọi người đã đi hết. Trên hành lang tầng 20 chỉ còn lại thư sướng và bùi địch văn không gian yên tĩnh đến mức thư sướng có thể nghe thấy tiếng thở của mình rất rõ ràng cô nín thở trầm ngâm cúi đầu xoa xoa tay lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh anh không đồng ý với chủ đề này bùi địch văn đọc xong tài liệu ngẩng đầu lên bây giờ tỷ lệ ly hôn mỗi năm một cao các trường hợp cưới vội bỏ sớm nhiều vô số kể những trường hợp em tìm được chỉ là một bộ phận cực nhỏ không có ý nghĩa đại diện gì hơn nữa những chuyện như vậy thường xuyên được đăng trên các tạp chí phụ nữ chẳng hạn như tờ tri âm Hoa Đông buổi chiều không phù hợp với những bài báo lá cải kiểu này, đồng thời cũng không có nhu cầu đối với những tin tức như thế này. Trên mạng có bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm do các tác giả nữ viết còn thú vị hơn nhiều. Vốn thư sướng còn tràn đầy tự tin, những lời của Bùi Địch Văn giống như một thùng nước đá hắt tới khiến cô lạnh buốt từ đầu đến chân. Nhưng cô lại không thể không thừa nhận anh nói cực kỳ chính xác, có điều tại sao không thể nói mềm mỏng một chút, vòng vo một chút. Anh nói thẳng như vậy khiến cô rất khó xuống nước, mặt cô hết trắng lại đỏ môi cô in hàng dấu răng, không khỏi sinh ra một chút giận hờn với Bùi Địch Văn nhưng lại không dám phát hỏa nên đành phải nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng mặt. Em đã có một khởi đầu tốt, vì vậy những bước tiếp theo càng phải cẩn thận. Bây giờ em cứ tập trung làm công việc của một phóng viên pháp trị, viết tốt từng bài báo một là được. Vâng. Bùi Địch Văn gặp chiếc cặp tài liệu lại, đưa mắt đánh giá thư sướng, quả nhiên lời nói thật bao giờ cũng khó nghe, cô bé này lại không vui rồi. Giận rồi à? Khóe môi anh tạo thành một độ công dễ coi. Sao em có thể giận tổng biên tập được? Nghe giọng nói đã thấy bất thiện rồi, bùi địch văn cười thành tiếng. Được rồi, thái độ của anh không tốt, buổi tối dẫn em ra ngoài chơi coi như xin lỗi em. Em không giận mà. Không giận thì càng tốt, vậy em dẫn anh ra ngoài chơi. Em. Buổi tối em còn có việc khác. Thư sướng vẫn còn ấm mức. Với ai? Cảnh sát mù cà không phải là tạ lâm đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ngay đúng lúc này điện thoại di động của thư sướng đổ chuông trên màn hình chính là đại danh của tạ lâm anh xem chị ấy gọi điện đến dục rồi này thư sướng bấm phím từ chối cuộc gọi trong lòng quả thực mừng rỡ như điên bùi địch văn gật đầu lạnh lùng hỏi hai người hẹn nhau đi ăn trưa à thư sướng ngẩn ra quay đầu lại nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài cười cười ngượng ngùng chị ấy tính chị ấy hay sốt ruột, chỉ sợ em không giữ lời, bình thường buổi trưa đã bắt đầu dục bữa tối rồi. Vậy à, thì ra anh còn thật sự không hiểu nhân viên của mình, anh vẫn cho rằng cô ấy là một người lề mề. Thư sướng gượng cười ha ha, người nào cũng có hai mặt cả. Thế em còn mặt nào nữa mà anh không thấy? Trước mặt anh, cô hoàn toàn không có thể diện gì cả, có lẽ thể diện đã mất sạch từ 800 năm trước rồi, trong mắt anh, em chỉ như một đứa trẻ con trần trụi. Cô thở dài tự dẫu, nói xong mới cảm thấy lời này không phù hợp lắm. Cô vội vã sửa lại, ý của em là về mặt tư tưởng, trước mặt anh em không giấu được gì cả. Thế còn một mặt nữa. Anh vẫn không thấy. Bùi địch văn đưa tay cầm, tiếc núi tạc lưỡi. Tổng biên tập bùi. Thư sướng xấu hổ đỏ bừng mặt. Ha ha, bùi địch văn cao giọng cười to, hôm nay buông tha cho em vậy. Thế này nhé, em với tạ lâm đi ăn tối, sau khi ăn xong thì anh dẫn em đến nơi khác chơi em có việc thật thư sướng cảm thấy hôm nay rõ ràng tổng biên tập không có ý định nhân nhượng nếu em muốn nhìn thấy mẫu mã của khúc bi ca hoàng hôn thì không được đến muộn bùi địch văn đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô hơi nhau mắt lại kiểu tóc này rất hợp với em anh thích anh xoay người một cách tao nhã rồi bước từng bước lên cầu thang thư sướng đứng sững người một hồi lâu sau mới trở lại bình thường trong lòng quán thầm anh vài câu theo thói quen rồi mới gọi điện cho Tạ Lâm. Tạ Lâm hẹn Thư Sướng đi ăn tối thật. Có mấy khách hàng quảng cáo thường qua lại và một khách hàng lớn mới liên hệ, chị chủ trì, em đến đỡ rượu giúp chị. Đúng rồi, có một khách hàng mới rất trẻ, rất đẹp trai, không phải em vẫn muốn tìm một người có tiền để tự bán mình nhà, để chị làm mối cho hai người. Chị muốn chết à, em không đi. Thư Sướng vừa vào thang máy vừa từ chối em không đi thì nhớ đừng hối hận. Nói với em nhé, anh chàng đẹp trai này không giống cái gã mặt người chết ở tầng trên đâu, người ta vừa nhã nhặn vừa khiêm tốn, công ty anh ta đã lên sàn rồi mà vẫn rất lễ độ lịch thiệp với mọi người. Chỉ nhờ anh ta lôi kéo quảng cáo giúp mà anh ta lập tức nhận lời ngay. Thư sướng rùng mình, nếu có thiết bị thì chắc sẽ có thể đo được một dòng điện chạy qua mỗi sợi tóc cô. Công ty đó là... Công ty bất động sản trí viễn, đã nghe nói bao giờ chưa? tổng giám đốc của họ tên là Ninh Trí. Qua, wow, đúng là tuấn tú lịch thiệp, nếu không nghĩ đến em thì chị đã ra tay từ lâu rồi. Đâu chỉ nghe nói mà còn nghe quá nhiều ấy chứ, thư sướng cười nhẹ, được rồi, vậy tối chị em mình gặp nhau. Nếu không đi thì thật có lỗi với vị tổng giám đốc có tần suất xuất hiện cực cao này. Quyển 2, chương 6 Để tránh mặt đàm tiểu khả, cả buổi chiều thư sướng chị ở trong phòng tư liệu, điện thoại cũng chuyển sang chế độ rung. Tạ Lâm hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, bây giờ đi thì hơi sớm, mà bố mẹ đã đến Hải Nam du lịch nên về nhà cũng chỉ có một mình. Đột nhiên Thư Sướng cảm thấy mình như một cái cây phiêu bạc, không biết nên cắm rễ ở nơi nào. Khi tức giận phụ nữ thích đi dạo phố, lúc vui vẻ phụ nữ vẫn thích đi dạo phố. Bây giờ thời tiết đã chuyển sang thu, lục hết tủ áo cũng chỉ thấy vài chiếc áo gió, Thư Sướng nghĩ có lẽ nên đến Bách Hóa Thái Bình Dương xem mấy quầy hàng quen có quần áo thu kiểu mới hay không, phải mua mấy chiếc để an ủi tâm tình mệt mỏi của mình mới được. Nghĩ là phải làm ngay. Chiếc cherry chậm rãi chạy ra khỏi nhà để xe, ra khỏi cổng tòa soạn báo, thư sướng quan sát xem có người đi bộ trên đường không và đột nhiên nhìn thấy Dương Phạm đang đứng bên lề đường đối diện, nhất thời cô không nói được gì. Anh Nhiêu. Một người khác cũng đồng thời nhìn thấy Dương Phạm là đàm tiểu khả, cô ta chạy băng qua đường như gió, hoàn toàn không kiên nể gì ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp, không thèm nhìn dòng xe cộ như nước chảy, nhào vào trong lòng dương phàm thể hiện tình cảm của mình không hề che giấu em tưởng là anh phớt lờ em rồi người ta đang đau lòng đây đàm tiểu khả làm nũng đưa hai tay ôm cổ dương phàm gương mặt vui vẻ lộ rõ vẻ hạnh phúc dương phàm cười gượng gạo sao lại phớt lờ em được chẳng qua là anh hơi bận trong lúc nói chuyện ánh mắt anh ta không hề nhìn đàm tiểu khả mà vẫn nhìn quanh đến tận lúc phát hiện chiếc cherry ở bên kia đường mới dừng lại có điều thư sướng đã không còn nhìn về phía anh ta nữa. Không chỉ là trái tim, mà ngay cả chân răng cũng lạnh ngắt. Mấy ngày hôm trước người đàn ông này còn dày mặt nói với cô rằng người anh ta yêu là cô, anh ta và đàm tiểu khả không hề có gì. Bây giờ vừa mới ly hôn xong đã vội vàng chạy tới hào phóng thể hiện tình cảm ngay trước mắt cô, đây có phải là một cách khiêu khích hay chứng tỏ bản thân không? Lại một lần nữa thư sướng cảm thấy ly hôn dương phàm thật sự là quá sáng suốt. Nhưng cuộc hôn nhân chưa thành hình này lại khiến Thư Sướng cảm thấy mình đã vĩnh viễn đánh mất một loại cảm giác, một loại cảm giác đối với tình yêu, đối với đàn ông. Cô biết cô sẽ không sống độc thân cả đời, trong đời cô còn sẽ xuất hiện một người đàn ông khác đi cùng cô đến những ngày tháng cuối cùng, nhưng cô lại không biết mình còn có thể yêu một người, tin tưởng một người bất chấp hết thảy nữa hay không. Vì vậy tâm tình Thư Sướng trở nên bực bội, cô không nén được giận, hận không thể tiến lên cho anh ta một cái bạc tai, cao giọng mắng nhiếc sự dối trá của anh ta nhưng cuối cùng cô không làm gì cả, run run khởi động xe, không nói một tiếng lái xe vào dòng xe cộ tan tầm, đường thẳng thì đi thẳng, đường cong thì đi vòng, trong đầu không nghĩ bất cứ điều gì, dường như lái xe là một việc quan trọng nhất trên thế giới này. Đi đến một ngã tư, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại, cô nghe thấy điện thoại di động trong túi sách rung vù vù, ngẩng đầu nhìn lên thấy trời đã hoàng hôn, đèn đường bắt đầu chiếu sáng. Cô xem điện thoại thấy có sáu cuộc gọi lỡ, đều là của tạ lâm. Sướng sướng, em ở đâu đấy? Tạ Lâm quả thực là đang gầm lên. Xin lỗi, đường hơi tắt, em đang đi đến chỗ chị đây. Thư sướng chột dạ nuốt nước miếng. Em nghĩ Tân Giang là New York à, nói dối cũng nghĩ cho kỹ một chút được không? Chị không cần biết em đang ở đâu, 10 phút sau em phải xuất hiện trước mặt chị. Tổng giám đốc Ninh đã hỏi em không dưới 10 lần rồi, chị cười cứng hết cả mặt, bịa mấy lý do mà chính mình cũng cảm thấy đáng thương. Cái con bé đáng chết này, em mà làm chị mất khách hàng lớn này thì cứ cẩn thận chị bán em sang thái lan làm lấy đi boy đấy tạ lâm nổi giận đùng đùng gác điện thoại thư sướng chán nản nhún vai lấy đi boy vốn là đàn ông có bán cô sang thái lan cũng không đáng giá chắc là tạ lâm giận đến mức không nghĩ được gì nữa rồi cô nhìn nhà cửa hai bên đường cũng may không cách nhà hàng lâm giang tiên triều mà tạ lâm mời khách xa lắm phút thứ chín thư sướng ném chìa khóa xe cho cậu bé trong xe đi theo một nữ nhân viên nhà hàng có nụ cười nhã nhặn vào phòng tạ lâm đang ngồi. Mấy người đã uống rượu được một lát, gương mặt tạ lâm trắng hồng hết sức xinh đẹp, chị ta cười như một đóa hoa xuân rung rẩy. Không có nhiều khách, có vài người chưa đến 50 thì cũng đã qua 40, không có bụng phệ thì tóc cũng lơ thơ đến mức đáng thương. Trong nhóm người này đột nhiên có một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng, muốn không chú ý cũng khó. Thư sướng chớp chớp mắt, đúng là kỳ lạ, tối nay ninh trí khiến cô cô một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng rõ ràng hàng lông mày sắc nét và cặp môi mỏng này hoàn toàn xa lạ. Lát nữa tính sổ với em sau. Tạ Lâm đứng dậy đón, chị ta nháo thư sướng một cái rồi kéo cô đến ngồi xuống bên cạnh ninh trí. Cô tạ, đây chính là cô thư tài nữ mà cô nói à đến chậm phải phạt ba chén. Có người kêu lên. Tổng giám đốc Kim, anh phải thương hương tiếc ngọc chứ, bé thư nhà tôi trèo đèo lội suối chạy tới đây, Trước hết cứ để cô ấy lóc dạ một chút đã, lát nữa cô ấy sẽ kính anh sao được không? Tạ Lâm cười nói. Cô tạ đã lên tiếng rồi, tôi còn dám nói không được sao? Tổng giám đốc Kim nhếch môi, cười tiếc mắt, vẫn nghe nói phụ nữ có tài thì không có mạo, câu này nhất định là do một đôi đủ mốc không chòi được mâm xong nói ra. Các anh xem cô tạ và cô thư đây đều là tài nữ tiếng tăm vang dội, nhưng cũng đều xinh đẹp hết mực. Tổng giám đốc Kim nói thế làm người ta phỏng hết cả mũi, nào, em kính anh. Tạ Lâm cầm chén rượu lên đi tới trước mặt tổng giám đốc Kim, tay vòng tay, mặt kề mặt, hai người uống một chén giao bôi. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Thư sướng trợn mắt há mồm nhìn Tạ Lâm, tìm cô thắt lại, nếu thôi kiện ở đây thì ông ta sẽ nghĩ thế nào? Đây chính là sự vĩ đại của tiền tài. Trong mắt Tạ Lâm, khách hàng chính là tiền, thư sướng từng hỏi chị ta, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Biết không, trên đời này ngoài cha mẹ thì chỉ có tiền mới cho chị cảm giác an toàn. Em thích đàn ông, nhưng có một ngày anh ta sẽ vứt bỏ em, lừa gạt em. Còn tiền thì không, nó có thể khiến em sống ung dung, sống tự tôn, sống mạnh mẽ, đàn ông có thể làm được như vậy không? Thư Sướng không nói được gì. Ăn một bát vây cá đi. Ninh Trí gọi nhân viên mang thêm đồ ăn, rồi đứng dậy múc một bát súp vây cá đặt xuống trước mặt Thư Sướng. Thư Sướng cười lễ phép không ăn súp mà nâng chén rượu lên, cảm ơn Tổng Giám Đốc Ninh, tôi kính anh trước. Khi nói đến hai chữ cảm ơn, giọng cô hơi nhấn mạnh một chút. Trong mẫu tin về vụ tai nạn của Thư Thần không nhắc tới tên Thư Thần, cũng không để công ty trí viễn lên báo, đây chắc là công lao của trưởng phòng phùng. Lúc nói chuyện, Thư Sướng cố gắng hạ thấp âm lượng, muốn nghe cho rõ nên Ninh Trí không thể không ghé đầu lại gần cô. Ninh Trí đè chén rượu của cô xuống, chưa ăn gì không được uống rượu mạnh, coi như tôi nhận chén này rồi nói xong ngựa cổ uống hết chén rượu. Thư sướng vui đùa mỉm cười, chớp chớp mắt, tổng giám đốc Ninh, tôi thấy hơi tò mò. Tò mò cái gì? Ninh trí gấp cho cô một chiếc càng cua rồi ngước mắt lên nhìn cô. Thư sướng phát hiện vẻ mặt Ninh trí không bao giờ thay đổi, chỉ có thể phát hiện tâm tình của anh ta qua giọng nói. Có phải anh cũng quan tâm nhân viên của mình như quan tâm đến gia đình tôi không? Xe tôi không hề va quệt vào nhân viên của mình. Chuyện va quẹt thông thường sau khi giải quyết đều sẽ đặt dấu chấm hết, không còn có tập tiếp theo. Ninh Trí hơi nhíu mày, đó là chuyện của người khác, chuyện của tôi là một bộ phim nhiều tập kéo dài vô hạn. Thư Sướng thản nhiên cười, "Tổng giám đốc Ninh, hôm nay tôi đọc được một tin tức của mạng xã hội ở phòng tư liệu, nói về quy hoạch xây dựng của thành phố Tân Giang trong 5 năm tới." Trong bản tin đó có nhắc tới việc chính quyền thành phố Tân Giang có ý định xây dựng khu vực phía bắc thành phố thành một khu đô thị mới cỡ lớn, có chung cư phố mua sắm, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, trường mầm non. Đây sẽ là một điểm sáng của thành phố Tân Giang. Sau khi được đưa ra, phương án này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân thành phố. Chướng ngại duy nhất chính là cư dân ở khu vực phía bắc thành phố rất đông và hỗn tạp. Họ có cảm tình rất sâu với nơi ở đã cư trú nhiều đời nên rất khó di dời. Nhưng chiếc bánh này vẫn dụ dỗ được thần tiên khắp nơi. Anh mở bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc ra xem xem vì sao trong đó có một nửa là doanh nhân ngành bất động sản mấu chốt chính là lợi nhuận của bất động sản nhiều không đếm được công ty bất động sản trí viễn đang hoạt động rất thành công ở bắc kinh tại sao đột nhiên lại thành lập công ty con ở thành phố tân giang nhỏ bé này chẳng lẽ không phải là vì chiếc bánh ngọt này hay sao ninh trí yên lặng nhìn cô rất lâu không chớp mắt thư sướng cười nhạt nói thêm từ đời ông nội tôi gia đình tôi đã ở khu thành bắc bởi vì thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người nên gia đình tôi được hàng xóm láng giềng rất trọng vọng bất kể nói câu gì không dám nói là nhất hô vạn ứng nhưng nhất hô bá ứng thì chắc chắn trong khu phố có ai muốn làm việc gì thì không cần nói với người khác mà chỉ cần đến nói với bố tôi một tiếng nhờ bố tôi chuyển lời là được rồi ha ha chắc tổng giám đốc ninh đã điều tra ra những chuyện này từ lâu rồi đúng không tiếp theo có phải cô sẽ nói xe tôi đâm vào anh trai cô là hoàn toàn cố ý không ninh trí lạnh lùng hỏi người làm tin tức phải nói đúng sự thật chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn có điều lại cho tổng giám đốc ninh một ý tưởng mặc dù cổ nhân nói nhân chi sơ tính bản thiện không nên nghĩ quá xấu về người khác nhưng tôi vẫn tin chắc trên đời này không có chuyện tốt gì vô duyên vô cớ tổng giám đốc ninh bố mẹ tôi rất đơn thuần thiên tai nhân họa không thể trốn tránh chuyện xảy ra đã xảy ra họ không trách móc anh anh cũng đã làm những việc nên làm cho gia đình tôi còn những việc không nên làm thì tôi mong anh dừng lại tại đây thư sướng cô rất thông minh nhưng lại thông minh không đúng chỗ ninh trí nói đặt đổ xuống vẫn nói xã hội là một thùng thuốc nhuộm nhưng tôi cũng không ngờ cô lại bị nhuộm đến mức thay đổi hoàn toàn như vậy ơ à, thư sướng không hiểu rõ ý anh ta lắm anh ta cũng không muốn giải thích chỉ nghiêm mặt đứng lên nói với mọi người xin lỗi buổi tối tôi còn có một cuộc họp các vị cứ dùng tự nhiên tôi đi trước một bước không đợi mọi người trả lời anh ta đã đẩy ghế đi ra ngoài thư sướng tạ lâm bất ngờ không kịp phản ứng vừa rồi còn thấy bọn họ thầm thì với nhau nói chuyện rất sôi nổi sao bây giờ lại thành cục diện này thư sướng lắc đầu vô tội thức ăn mới mang lên được một nửa tổng giám đốc ninh ăn thêm chút nữa thời gian còn sớm mà tạ lâm tươi cười đuổi theo ninh trí chuyện quảng cáo cô cứ liên lạc với trưởng phòng phùng là được ninh trí gật đầu xa lánh bước chân nhanh hơn bỏ tạ lâm lại phía sau. Tạ lâm cân nhắc rất lâu, cho rằng nhất định là thư sướng đã đắc tội vị tổng giám đốc đẹp trai này. Nghe giọng nói nóng vội của anh ta khi hỏi tới thư sướng lúc nãy có thể thấy anh ta có thiện cảm với thư sướng. Trở lại phòng ăn, chị ta tiếp tục ồn ào kính rượu khiến mấy vị tổng giám đốc khác hớn hở mặt mày, nhưng thỉnh thoảng chị ta lại gửi cho thư sướng một ánh mắt hình viên đạn. Thư sướng vùi đầu ăn làm như không nhìn thấy. Người khác kính rượu, cô đều chỉ nhấp môi cho phải phép. Cô không ham muốn tiền của các vị tổng giám đốc này nên không cần quá cúi mình. Lúc ra về tạ lâm đề nghị dẫn mấy người khác đi ngâm chân, massage, thư sướng lắc đầu nói mình còn có hẹn không đi tiếp được. Tạ lâm hung ác trợn mắt nhìn cô, bỏ lại một câu, chị sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em. Cô cười cười không nghĩ ngợi nhiều, câu này là câu cửa miệng của tạ lâm, không cần coi là thật. Từng tiếng sập cửa xe liên tiếp vang lên, một loạt xe còn nối nhau đi mất, hình như chỉ trong nháy mắt đã còn lại một mình thư sướng lẻ loi đứng ở bên đường cậu trong xe lái chiếc cherry của cô tới nhìn cô với vẻ khó xử cô cầm lấy chìa khóa xe nhỏ giọng cảm ơn cả buổi tối cô không uống rượu nên đầu óc rất tỉnh táo cô biết lời mình nói đã làm ninh trí tổn thương làm anh ta thẹn quá hóa giận nên mới phất tay áo bỏ đi tuy nhiên cô không hề hối hận bố mẹ không biết nhưng cô biết rõ tuy nhiên đồng thời với việc bóc trần quỷ kế của ninh trí cô lại cảm thấy bi thương trên đời này ngoài bố mẹ thật sự bất kỳ ai khác đều không thể tin được bất kể tình yêu hay là tình bạn đều không thể đơn thuần một trăm phần trăm thích chỉ vì thích yêu chỉ vì yêu nếu không có mục đích từ đầu thì rồi cũng sẽ tìm cách lợi dụng đây chính là hiện thực thư sướng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời sao nghe nói sau khi chết mỗi người lương thiện sẽ hóa thành một ngôi sao đi theo người thân thần thần rất lương thiện nhất định sẽ trở thành một ngôi sao rất sáng cô tìm kiếm tầm mắt dần dần bị một lớp hơi nóng che khuất bây giờ cô rất nhớ thần thần cô có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với thần thần muốn được anh nắm tay cô đặt lên ngực anh rồi nói với cô sướng sướng đừng sợ thần thần sẽ bảo vệ em hai mắt đau nhức những vì sao xa xôi vô hạn cô từ từ cúi đầu mở cửa xe cố bình tĩnh lại một một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra tổng biên tập bùi anh ở đâu Cô lấy một viên kẹo ăn từ trong túi sách ra cho vào miệng. Quyển 2, chương 7 Cái gọi là đến nơi khác chơi của Bùi Địch Văn thì ra là ngồi chơi mạt chược trong quán rượu. Thư sướng đẩy cửa ra, một hồi lâu không thể hình dung được người đàn ông đang thành thạo xếp bài. Đánh bài này chính là Bùi Địch Văn vẫn ăn trên ngồi trước. Ngồi đi. Bùi Địch Văn kéo ghế đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, ánh mắt thoáng nhìn thư sướng đang không ngừng nhai kẹo, buổi tối ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng đấy thư sướng đỏ mặt ngồi xuống. Mấy người đàn ông ngồi cùng cũng thuộc loại không phú thì quý, tuổi tác cũng na ná như bùi địch văn, trong lúc nói chuyện thường xem lẫn vài câu tiếng Anh. Địch văn giới thiệu đi, cô bé này là từ khoảng trời nào rơi xuống đấy. Người đàn ông có đôi mắt hoa đào ngồi ở cửa tay nhìn thư sướng. Anh đoán xem là khoảng trời nào. Bùi địch văn vẫn chăm chú xếp mạc trượt, không hề ngước mắt lên. Thư sướng sợ bọn họ đoán lung tung nên vội chủ động giải thích em là nhân viên của tổng biên tập bùi phóng viên mảng pháp luật của tờ hoa đông buổi chiều em tên là thư sướng đồ ngốc ngồi chơi chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà giới thiệu đầy đủ như vậy bùi địch văn tiện tay kéo một đĩa hoa quả trên bàn đến trước mặt cô xem ra vẫn còn tương đối ngây thơ ờ địch văn bảo vệ em khá đấy người đàn ông mắt hoa đào cười nói mọi người đều cười thư sướng cũng ngượng ngùng cười theo ngước mắt nhìn bàn tay xếp bài của bùi địch văn ngón tay thông dài móng tay cắt tỉ gọn gàng, từng đốt ngón tay trắng miệng gợi cảm khiến cô nhìn đến mức nhập tâm. Anh lười nhát nhìn quanh một vòng rồi đẩy bài ra, sung. Toàn bộ hành động đều rất nhẹ nhàng nho nhã. Vu Phân cũng thường xuyên đánh mạc chịu với hàng xóm láng giềng, đến mùa hè là bà lại kê bàn ra dưới giàn nho, đã chơi là chơi từ trưa đến tận lúc trời tối, trong sân toàn là vỏ hạt dưa và vỏ trái cây nhếch nhác. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này thư sướng lại lẩm bẩm nói ngồi lâu như vậy không tốt cho cuộc sống kỳ thực là cô ngại ồn ào lộn xộn, người thắng thì ầm ý đòi tiền, người thua thì luôn mồm chửi mắng. Nhưng tại sao nhìn bốn người này chơi trò quốc túy cô lại không hề có cảm giác như vậy? Bốn người đang chơi càng ngày càng vui thì điện thoại của Bùi Địch Văn đổ chuông, ba người còn lại không cho anh nghe máy. Điện thoại của ông nội tôi, không thể không nghe. Nào, thư sướng, em cầm bài giúp anh một lát. Em. Không biết. Thư sướng sững sờ học công trình còn có thể làm phóng viên mà làm phóng viên còn sợ không học được mạc chưa ca bùi địch văn ấn cô ngồi xuống vị trí của mình rồi cúi đầu nói thua thì anh trả tiền thắng thì cho em mua kẹo sữa anh đang thắng khá nhiều em cứ chơi thoải mái đi mặt thư sướng nhăn nhó như đưa đám nhìn một sấp nhân dân tệ trong ngăn kéo hé mở một nửa cô nghĩ rằng số tiền này sẽ bay theo gió rất nhanh bùi địch văn cầm điện thoại di động đi ra cửa thư sướng cố gắng ngồi xuống Cô chỉ biết mạc trượt có ba chất văn, sách, vạn, có tài phao, khung xanh khung đỏ, có u suông, u phình, tui tui. Vừa xếp bài xong, đang chuẩn bị mở bài thì người đàn ông mắc hoa đào đứng lên duỗi lưng một cái, uống mấy chén đi. Hai người khác gật đầu. Người đàn ông lấy bốn cái ly và một chai rượu vang ra, thư sướng nhìn nhãn chai rượu, cha tê la phai. Người đàn ông rót cho mỗi người nửa ly rồi tự mình cũng cầm ly rượu lên nhấm nháp thư sướng rất tự biết mình nên không động đến rượu. Sao em không uống? Người đàn ông nhìn cô thắc mắc. Lát nữa em còn phải lái xe. Thư sướng cười cười. Không sao, rượu này nhẹ lắm. Đây là rượu địch văn phải nhờ mãi mới mua được đấy, rượu ngon số một trên thế giới, La Phai, có tiền muốn mua cũng rất khó. Em đã xem phim Long Phượng Đấu do Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn đóng chưa? Chai rượu họ ăn trộm chính là một chai la phai giá trị xa xỉ. Theo địch văn thì em phải học được cách phẩm rượu. Thư Sướng chen vào, em không theo anh ấy. Ba người đàn ông liếc nhau rồi cùng cười ha ha, đúng là người làm tin tức, rất nhạy cảm với câu chữ. Không phải nhạy cảm mà là có những vấn đề phải nói rõ ràng. Thư Sướng nổi cáu mà không biết vì sao, giọng nói trở nên lạnh lùng, điều này khiến ba người đàn ông càng thấy hứng thú. Thực ra nghề viết lách cũng na ná như làm nghề thoát y vũ bên ngoài, công việc đều là phô diễn, chỉ có điều một bên là phô diễn tư tưởng, còn một bên là phô diễn thân thể. Có thể nói loại phô diễn này cao quý hơn loại phô diễn khác không? Tuy nhiên khi phô diễn tư tưởng, người viết lách không bao giờ phô diễn toàn bộ mà dùng các biện pháp tường thuật, tỷ dụ, so sánh, tập trung học thức bao nhiêu năm của bản thân để phô diễn bằng nhiều cách khác nhau, tóm lại là rất vòng vo. Thư sướng ngẩng đầu trả lời từng chữ từng câu, viết tin tức viết lách nhưng xuất phát từ sự thật, trình bày một việc rõ ràng là được, người phát biểu quan điểm là độc giả, không cần vòng vô một chút nào cả. Người đàn ông mắt hoa đào cười cợt, cho nên anh mới nói địch văn quá kém, ngay cả một cô bé mà cũng không giải quyết được. Đây không phải chuyện giải quyết được hay không giải quyết được, anh ấy là tổng biên tập của em, em rất tôn trọng anh ấy. Chỉ tôn trọng thôi. Không có một chút thầm mến nào à. Người đàn ông mắt hoa đào cười rất đẹp thế giới của anh ấy và của em là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, em lại không phải tiểu nữ sinh ngốc nghếch thích chơi trò thầm yêu trộm nhớ. Thư sướng nhướng mày nói rất rõ ràng, cô thấy người đàn ông mắt hoa đào vẫn nhìn ra bên ngoài. Cô quay đầu lại, không biết bùi địch văn đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi. Người đàn ông mắt hoa đào cười ha ha, địch văn, thấy đau lòng chưa? Bùi địch văn đi vào như không có việc gì, anh vỗ vỗ vai thư sướng, cầm ly rượu trước mặt cô lên uống một hơi cạn sạch, chúng ta tiếp tục thư sướng xấu hổ nóng bừng mặt, không biết bùi địch văn nghe được bao nhiêu. Cô làm bộ đi lấy hoa quả nhưng hai tay đỏ bừng vẫn bán đứng cô. Bốn người lại chơi thêm mấy ván, bùi địch văn chơi rất đỏ, cả mấy ván đều là anh thắng, người đàn ông mắt hoa đào thua cực thảm, anh ta cười khổ rút cả ngăn kéo ra đưa cho bùi địch văn. Thư sướng nhìn bọn họ, cô không tiện xin phép về trước nhưng lại không thấy bùi địch văn để quyển khúc bi ca hoàng hôn in thử ở đâu, đành phải ngồi thấp thỏm như ngồi bàn chông, ăn hết cả đĩa hoa quả vào nhà vệ sinh mấy lần. 11 giờ tối, cuối cùng mấy người cũng đứng dậy ầm ĩ rủ nhau đi ăn đêm. Bùi Địch Văn nói ngày mai phải học sớm nên tối nay không thức khuya được, mấy người tan cuộc ai về nhà nấy. Thư Sướng thận trọng đứng bên cạnh chiếc cherry của mình định chờ Bùi Địch Văn đi trước rồi mới lên xe. Anh uống rượu, em đưa anh về. Bùi Địch Văn không thèm nhìn chiếc Continental Flying Spur mà mở cửa xe Thư Sướng, ngồi vào, thắt dây an toàn rồi nhắm mắt lại thư sướng sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn lên xe lò lắng lái xe lên đường đến ngã tư gần khế viên đột nhiên bùi địch văn nói anh hơi chóng mặt ra bờ sông hóng gió đi bờ sông nào thư sướng hỏi hết sức thận trọng nếu anh nói muốn đến cầu vượt sông thì em có từ chối không bùi địch văn dịu dàng nhìn cô thư sướng cười cười cam chịu đánh tay lái quay xe ra khỏi nội thành chạy tới cầu vượt sông Xe vừa đến cầu thì nghe thấy tiếng còi hơi rất dài, đây là tín hiệu xuất phát của chuyến phà đêm cách đó không xa. Nhìn qua cửa sổ xe, thư sướng thấy một chiếc phà chậm rãi rời bến đi ra giữa sông trong bóng đêm. Mặc dù cầu vượt sông đã thông xe hơn nửa năm, nhưng vẫn có rất nhiều xe cộ quen đi phà. Ngành giao thông thành phố Tân Giang cũng không hạ lệnh xóa bến phà nên dần dần bến phà này trở thành một phong cảnh hoài cựu bên bờ sông. Dừng xe. Xe chạy lên cầu, bùi địch văn đột nhiên ngồi thẳng dậy. Thư sướng cho rằng anh muốn nôn nên vội vàng tấp xe vào lề rồi tìm nước và khăn giấy. Bùi địch văn mở cửa xe đi thẳng đến thành cầu, gió đêm thổi vù vù bên tai, nước sông dưới cầu cuồn cuộn chảy về đông như thiên binh vạn mã. Thư sướng bất an đứng phía sau anh, hai chân run run không khống chế được. Lúc này trên cầu đã rất ít xe cộ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua chỗ họ. Hỏng xe à? Một chiếc xe tải chở hàng dừng lại bên cạnh họ, người tài xế nhiệt tình hỏi, thư sướng quay lại lắc đầu không hai vợ chồng cãi nhau à có chuyện gì mà không thể giải quyết được mà phải đến đây giận dỗi đừng nghĩ quẩn đàn ông phải bao dung một chút về nhà đóng cửa bảo nhau là xong thôi mà chúng tôi không phải ờ à. bùi địch văn đột nhiên quay người lại đưa tay kéo thư sướng cảm ơn chúng tôi chỉ lên đây tản bộ thôi à chơi trò lãng mạn à thế mà không nói sớm tài xế mỉm cười hiểu ý rồi bấm còi nghênh ngang đi mất tổng biên tập bùi chúng ta về thôi thư sướng cố gắng làm cho chính mình không tỏ ra bối rối rồi cười nói với bùi địch văn thư sướng rốt cuộc thế giới của em là kiểu gì có gì bất đồng với thế giới của anh anh không trả lời cô mà nhìn cô với vẻ quái dị anh anh là tổng biên tập thư sướng bị vẻ mặt của anh làm sợ đến mức lắp bắp cô quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn co quắp nghiêng người về phía trước gần như cả người lọt thỏm trong lòng anh Tiếp tục. Bùi địch văn nhìn cô khuyến khích. Cô trợn mắt, nhờ ánh trăng cô nhìn thấy hàng lông mi dày đặc của anh khẽ chớp chớp, những sợi lông mi phản chiếu ánh sáng lấp lánh như được phết mật. Em sẽ là một phóng viên tốt, không để anh. Thất vọng. Cô nói như học thuộc lòng, sợ đến mức trong đầu trống rỗng. Thượng đế. Bùi địch văn nhắm mắt lại, câu tiếp theo câu này của anh là gì? Thư sướng, anh rất coi trọng em cô gần như không biết phải suy xét thế nào nên đành phải đi theo suy nghĩ của anh thì ra em vẫn nhớ anh cười nhẹ một tiếng đưa tay kéo cô vào lòng bắt đầu hôn cô trước khi cô kịp phản ứng lại môi anh khẽ chạm lên môi cô rồi lập tức trùng lên cuồng nhiệt như lửa từ từ xâm nhập cô né tránh về phía sau theo bản năng như một tay anh ôm eo cô một tay nâng đầu cô lên không hề có ý để cô tránh né từ một mớ hỗn độn trong đầu thư sướng nhảy ra một từ hoang đường điên rồi, lại có chuyện gì xảy ra thế này? Mình và Bùi Địch Văn lại hôn nhau, hiện tượng này giải thích thế nào? Loạn tình sau cơn say. Mê tình trong bóng đêm. Lấy hôn báo ân. Cô hoàn toàn không có cơ hội phân tích rõ ràng, nụ hôn của Bùi Địch Văn càng ngày càng cuồng nhiệt, anh mút lưỡi cô, cuốn lưỡi cô, vội vàng như thể anh đã nhẫn nhịn quá lâu, đã chờ đợi rất lâu rồi. Hai luồng ánh đèn ô tô từ xa chạy tới, ánh đèn chiếu vào người họ, có người hạ cửa kính xe huyết sáo với họ, đồng thời còn bấm còi liên tục. Thư sướng bừng tỉnh, vội vàng đẩy vai anh, tìm cách thoát khỏi vòng tay anh. Bùi địch văn lưu luyến rời khỏi môi cô nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Cô áp sát ngực anh, nghe thấy tim anh cũng đập dồn dập giống như mình. Nhìn thấy không, ánh trăng trên trời, nước chảy dưới cầu, mặt đất chúng ta đứng, thậm chí cả hơi thở của chúng ta cũng giống nhau, rõ ràng chúng ta ở trong cùng một thế giới, vì sao em phải phủ nhận anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mũi cô không giống anh là ông chủ em là người làm thuê cô lý nhí mở miệng thỏ không ăn cỏ gần hang anh không phải thỏ em cũng không phải cỏ em là phóng viên báo chiều anh là tổng biên tập báo chiều đều làm thuê cho tòa soạn làm gì có ông chủ với người làm thuê ở đây tiền lương của anh cao hơn em quá nhiều có phải em đang ám chỉ anh phải tăng lương cho em không bùi địch văn cười dịu dàng thư sướng tức giận đến đến mức suýt nữa cắn đứt lưỡi mình cô ngẩng đầu bất đắc dĩ tổng biên tập bùi không được lấy em ra làm trò đùa tối nay anh say rượu em sẽ không coi chuyện này là thật nhưng anh rất nghiêm túc từ bao giờ thư sướng trợn tròn mắt không dám tin bây giờ thư sướng chậm rãi thở dài một hơi tổng biên tập bùi em thật sự cảm thấy đã quá muộn rồi đi về thôi nếu anh nói là từ trước thì có phải em sẽ tin không? Em sẽ cảm thấy càng hoang đường hơn. Thư sướng, em vào tòa soạn báo từ bao giờ? Tầm này ba năm trước đây, chính là khoảng mấy ngày này. Cuối cùng thì cũng hết ba năm. Thư sướng, không phải anh nói đùa, sau này anh hẹn em ra ngoài sẽ không còn là việc công mà là hẹn hò nam nữ. Sự thẳng thừng của Bùi Địch Văn khiến Thư Sướng lấy làm kinh hãi. một hồi sau cô mới lắp bắp, em. Không hẹn hò với lãnh đạo ra khỏi tòa soạn báo thì anh chính là bùi địch văn chứ không phải tổng biên tập bùi em cũng không phải phóng viên thư mà là sướng sướng ha ha thư sướng bật cười không biết nói gì cho phải bùi địch văn đang mộng du không được coi là thật anh biết tạm thời em còn chưa quen được không vấn đề gì từ từ rồi sẽ quen anh cho em thời gian bây giờ anh đưa em về tối nay bùi địch văn cười rất nhiều đáng tiếc là nụ cười đó rất giống hồi quan phản chiếu lờ mờ lộ ra điềm xấu. Một tay anh ông thư sướng, tay kia mở cửa xe rồi cầm lấy chìa khóa xe trong tay cô. Anh lên xe, khởi động xe, trên đường về thư sướng vẫn quay đầu ra bên ngoài, hai người không có bất cứ trao đổi gì. Đến tận lúc về đến đầu ngõ thư sướng mới đột nhiên nhớ ra đây là xe mình. Em lại đưa anh về. Cô nói dở khóc dở cười. Bùi địch văn lắc đầu, anh đi xe em về, sáng mai đến đón em rồi sau đó cùng đi lấy xe của anh bố mẹ em đều ngủ rồi à thư sướng định nói bố mẹ cô đã đến hải nam nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại phát hiện lời này có vẻ rất mập mờ vì vậy cô chỉ cười cười không nói gì nữa nghỉ ngơi cho tốt ngày mai gặp lại sau anh cầm tay cô lên rồi hôn tay cô thư sướng vội vàng rút tay về như bị bỏng bùi địch văn xoa đầu cô chiều chuộng muốn làm em nhận lời anh còn khó hơn làm em trở thành một phóng viên kiệt xuất quá nhiều có điều anh luôn thích đón nhận các loại thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau thư sướng gần như chạy trốn trước mặt anh mấy câu cuối cùng anh chỉ nói rất khẽ cô còn không buồn suy ngẫm chút nào mà lập tức cắt bỏ khỏi đầu óc vở hài kịch tối nay nhất định là vì trời thương cô nên cố ý sắp xếp để cho cô vui vẻ một mối tình vừa kết thúc một mối tình khác đã vội và bắt đầu thư sướng cảm thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu gặp đúng người nhưng nếu người đó là bùi địch văn thì hoàn toàn không thể anh thích cô ở điểm nào còn cô say mê điểm nào ở anh tình yêu phải có quá trình không có nguyên nhân thì làm sao có kết quả anh là bá lạc giáo viên lãnh đạo ưu tú nhưng còn bạn trai nếu thắng nam nghe nói điều này thì nhất định sẽ cười lăn cười lộn ngay cả một người như dương phàm cô cũng không trói buộc được nói gì đến người xuất sắc siêu phàm như bùi địch văn vì sao anh đối với cô như vậy thư sướng không muốn suy nghĩ nhiều đây là chuyện của bùi địch văn cô chỉ cần giữ đúng chuẩn mực của mình là được còn nụ hôn nóng bỏng đó cùng lắm chỉ là môi với môi chạm vào nhau không cần chuyện bé xé ra to làm như đánh mất trinh tiết làm gì cứ coi như bùi địch văn là một người nước ngoài có ngôn ngữ thân thể phong phú là được thư sướng lại tự kiểm điểm một lượt có phải mình vô tình phát ra tín hiệu nào đó khiến bùi địch văn hiểu lầm không chắc là không cô hận dương phàm ghét dương phàm nhưng tuyệt đối không thể cho phép mình phóng túng để trả thù anh ta bởi vì anh ta không đáng để cô phải làm thế bình thường cách làm đó thường không trả thù được người khác mà chỉ làm tổn thương chính mình mà cho dù cô có ngu ngốc đến mức buông thả thì cũng nhất định không chọn bùi địch văn mất ba năm cô mới tu luyện được một chút đạo hạnh như bây giờ ngàn vạn lần không được bất cẩn tạo thành tai tiếng gì mà làm hỏng đời mình trong công việc loại trò chơi tình cảm không giống tình yêu mà cũng chẳng giống tình bạn giữa nhân viên với ông chủ để đạt được chút ân huệ chỉ phù hợp với người như tạ lâm chứ không hợp với cô cô đã quá già không thể viết nên vở kịch về tình yêu si mê tha thiết giữa một tiểu nữ sinh tầm thường và một người đàn ông đẹp trai lắm tiền. Trải qua chuyện với Dương Phàm, cô biết người đàn ông thật sự có thể làm bạn cả đời không nhất định phải đẹp trai, không nhất định giỏi kiếm tiền, nhưng người đó nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, phải đáng để cô tin cậy. Bùi địch văn, một ngọn núi cao nhìn lên là rơi mũ. Tự rửa tội một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng thư sướng rút ra kết luận, từ ngày mai phải an phận thủ thường là một phóng viên nhỏ, Cách Bùi Địch Văn càng xa càng tốt Quyển 2, chương 8 Sáng hôm sau, Bùi Địch Văn tới đón thư sướng với tinh thần phấn chấn Cổng nhà đóng chặt, thảo dược trong vườn vương cành lá chào anh trong nắng sớm ban mai Những chùm nho dưới dàn chín mọng như mã não Anh hơi cho mày gọi điện thoại cho thư sướng Sáng nay em có hẹn phỏng vấn luật sư Triệu ở văn phòng luật sư Thành Tính Anh ấy nói sáng nay phải đến tòa đột xuất nên phải phóng vấn sớm hơn Giọng thư sướng nghe có vẻ rất bình tĩnh đã ăn sáng chưa? Bùi địch văn dịu dàng hỏi. Ăn rồi. Tổng biên tập bùi, anh cứ để xe em ở bãi đổ xe của quán rượu, phỏng vấn xong em sẽ bắt taxi đến lấy. Được rồi. Phỏng vấn xong thì gọi điện thoại cho anh. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng bùi địch văn bất giác lộ ra nụ cười. Thư sướng không nhận lời nhưng cũng không từ chối, cô gặp điện thoại lại, mỉm cười với luật sư Triệu Khải đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng rãi. Trong giới luật sư Tân Giang, tiếng tâm của luật sư Triệu cũng không quá nổi bật. Mặc dù cũng từng thắng không ít vụ kiện nhưng thành tích chủ yếu của anh ta là đã tư vấn pháp luật miễn phí cho rất nhiều nông dân công, những người nông dân mới từ nông thôn ra thành phố tìm việc làm. Vụ án một người nông dân công đòi tiền lương bị tập đoàn Hoa Hưng lớn nhất thành phố Tân Giang chém bị thương cánh tay hồi đầu năm nay là do anh ta đại diện. Màn tranh luận thấu tính đạt lý của anh ta tại tòa án đã làm cảm động không biết bao nhiêu người, Chính vụ án này đã khiến danh tiếng anh ta lên như diều gặp gió. Triệu Khải chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng nhìn như đã 40, khuôn mặt xương xương, lông mày rất rậm, ánh mắt sắc bén, đôi môi rất mỏng, lúc nào cũng nhíu mày theo thói quen, ngay cả lúc bắt tay thư sướng lông mày anh ta cũng không hoàn toàn giãn ra. Trước khi phỏng vấn anh ta, thư sướng đã bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu, nhưng đến lúc phỏng vấn những tài liệu này lại không có tác dụng gì. Triệu Khải phát huy sở trường nghề nghiệp cả buổi phỏng vấn đều do anh ta dẫn dắt, thư sướng chỉ có việc lắng nghe và ghi chép. Những người ở tầng lớp dưới muốn dùng pháp luật để bảo vệ mình, đây là điều rất đáng quý, nhưng họ thường không có quyền không có thế, chúng tôi giúp đỡ họ, đây cũng là hoạt động thúc đẩy xây dựng pháp chế. Tôi từng đề nghị tòa án mỗi tháng tổ chức một buổi tòa đàm kiến thức pháp luật cho nông dân công, nhưng vẫn không nhận được trả lời. Trong bài phỏng vấn lần này, cô không cần viết quá nhiều, chỉ cần nhấn mạnh việc này một chút là được. Thư Sướng cười cười gật đầu, luật sư Triệu đúng là người tri kỷ của nông dân công. Bởi vì tôi cũng đến từ nông thôn, tôi tin rằng tôi có thể cảm nhận rõ hơn các luật sư khác về nỗi khổ của người nông dân công khi các loại quyền lợi của họ không được bảo đảm. Triệu Khải nói nghiêm túc. Phỏng vấn kết thúc, đã sắp đến thời gian mở phiên tòa, Triệu Khải vội vàng đi đến tòa án. Thư Sướng đeo túi đồ nghề phỏng vấn bắt xe buýt đến quán rượu lấy xe. Nếu là trước kia thì cô nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi điện thoại báo cáo với Bùi Địch Văn, còn bây giờ, Thư Sướng nhún vai lái xe ra khỏi cổng quán rượu đi thẳng đến siêu thị. Thời tiết vẫn còn ấm, vụ phần nấu ăn bao giờ cũng vừa đủ, không hề có dự trữ. Sáng sớm hôm nay Thư Sướng đã ăn gói mì ăn liền cuối cùng trong nhà và phát hiện thùng gạo cũng đã hết sạch. Thư Sướng xách một chiếc giỏ mua hàng rất to, mua bánh mì, sữa, trứng gà, khăn giấy, mấy túi sủi cảo. Lúc đi qua khu bàn thịt và hải sản, thư sướng nuốt nước miếng thở dài rồi xoay người đi đến khu bán hoa quả mua một túi táo to, trước khi tính tiền lại quay lại lấy thêm một bao gạo. Tháng trước chuyên mục cuộc sống của tờ Hoa Đông buổi chiều đã bóc trần rất nhiều quán ăn nhỏ dùng dầu ăn vớt từ cống ngầm, còn đăng kèm một loạt ảnh. Sau khi đọc bài báo đó, thư sướng lập tức chuồn bước trước những cửa hàng ăn vặt vừa ngon vừa rẻ trước kia vẫn được ưu ái. Còn việc đến nhà hàng lớn thì ví tiền của cô không cho phép, hơn nữa đi ăn một mình cũng không có gì hay ho vì vậy thư sướng quyết định tự mình nấu cơm mặc dù tay nghề nấu ăn của cô không ra gì nhưng nấu một nồi cơm và hấp mấy quả trứng gà thì vẫn làm được thật sự phải cảm ơn vị tổ tiên nào đó đã phát minh ra món trứng hấp món này vừa không có dầu mỡ vừa có dinh dưỡng hơn nữa còn không phải hao tâm tốn sức bưng bát cơm nóng hổi ngồi bên bàn ăn ăn trứng hấp vừa trắng vừa mềm thư sướng cảm thấy cuộc sống một mình cũng không tồi chút nào ăn cơm xong cô rất chăm chỉ rửa sạch nồi niêu bát đũa lại quét một lượt trong nhà ngoài sân thật sạch sẽ, còn tưới nước cho các loại thảo dược trong vườn. Lúc dọn dẹp đến phòng thư thần, thư sướng chợt cảm thấy buồn mang mát. Tất cả mọi thứ trong phòng thư thần vẫn để nguyên như trước khi anh ra đi, vù phần không nở vào dọn dẹp. Thư sướng chỉ lau sạch bụi bặm trên bàn, thay ga trải giường, quét qua nền nhà, ngoài ra không di chuyển bất cứ thứ gì. Làm như vậy dường như sẽ cảm thấy thư thần chỉ ra ngoài chơi như bình thường, một lát nữa anh sẽ về phòng. Làm việc mệt mỏi, Thư Sướng đổ người xuống giường ngủ một mạch đến 3 giờ chiều. Tỉnh dậy rửa mặt xong, cô ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết bài. Bùi Địch Văn lại gọi điện thoại tới hỏi cô phỏng vấn thế nào. Chắc buổi tối sẽ viết bài xong, ngày mai chỉnh sửa lại để ngày kia lên báo. Bùi Địch Văn ở một tiếng, cô nghe thấy tiếng mạc tiếu trong điện thoại, anh liền gác máy. Cái nghề phóng viên này đúng là không tồi, mặc dù rất đau đầu, hào tâm tốn sức thường xuyên đi công tác bên ngoài nhưng lại không cần ngồi cả ngày ở văn phòng, muốn tìm cách lười nhác hay tránh mặt một người nào đó sẽ cực kỳ dễ dàng. Bây giờ người cô phải tránh mặt không chỉ có bùi địch văn, cô cũng rất không muốn nhìn thấy đàm tiểu khả. Đến gần tối thư sướng đã viết xong. Cô khóa cửa, lái xe đến cung thể thao đánh cầu lông, đến lúc mệt nhòi mới về nhà. Không hề buồn ngủ, cô lục tìm những bộ phim mình thích mấy năm gần đây rồi xem lại một lượt. Cô cũng xem bóng rổ, nhưng khi mỗi trận đấu bắt đầu cô đều tự coi mình là thành viên của một đội, đội còn lại sẽ trở thành kẻ thua. Đội của mình thua, cô sẽ chửi mắng, đội mình thắng cô sẽ vung tay hoan hô, có vẻ không khác người điên là mấy. Hôm sau cô đến nghĩa trang, trên đường dừng lại mua hai chậu hoa cúc vàng tới đặt ở trước bia mộ Thần Thần. Trên bia mộ, Thần Thần vẫn cười ngây ngô, hai mắt gần như nhắm tịt. Thư Sướng nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, "Thần Thần, dậy thôi." hôm nay có một giải bóng rổ hữu nghị ở cung thể thao em dẫn anh đi xem mua kem cho anh mua hoa quả anh thích ăn thần thần không trả lời mà vẫn cười ngờ nghệch cứ thế cô ở bên ngoài đủ ba ngày nhất định không bước một bước vào tòa soạn báo bùi địch văn không gọi điện nữa đàm tiểu khả cũng không quấy rầy cô cuộc sống của cô rất thanh tĩnh có điều trứng gà hấp có ngon đến mấy thì ăn nhiều cũng sẽ chán thư sướng không chịu nổi nữa quyết định gọi điện thoại cho thắng nam để đến nhà cô ăn chực món thịt hầm hạt dẻ bố thắng Nam nấu cực ngon. Nông trường mới tiếp nhận một nhóm phạm nhân, thắng Nam bận đến mức có đi qua cửa cũng không vào nhà được. Thư sướng sờ sờ mũi, mua một túi cam đến nông trường thăm tháng Nam, nhân tiện đến nhà ăn của nông trường thăm hỏi cái dạ dày của mình. Lúa sớm ở nông trường đã chín, mấy hôm nay đang vào vụ gặt, phía bên kia lúa muộn mới vừa trổ bông xanh mướt. Giữa biển lúa vàng rực thấp thoáng những chiếc đầu trọc lốc, các phạm nhân liên tục lau mồ hôi, vung liềm gặt lúa không ai dám liếc nhìn các quản giáo súng ống sẵn sàng đứng trên bờ mà chỉ cắm cúi vào công việc. bây giờ là thời đại cơ giới hóa nông nghiệp rồi mà sao vẫn phải dùng đến sức người ồ ạt thế? thư sướng hỏi an dương đang đứng bên cạnh. thắng nam đã bị chính trị viên của đại đội gọi đi hỏi chút việc. an dương liếc thư sướng, những người này tới đây là để lao động cải tạo. trong lao động bọn họ mới nhận thức được cuộc đời, nâng cao được giác ngộ cậu cho rằng sau khi ra khỏi đây bọn họ sẽ thay da đổi thịt ít nhất những ngày ở đây cũng là một thể nghiệm cuộc đời rất tốt đối với bọn họ đã tới một lần thì ai cũng tuyệt đối không muốn trở lại lần thứ hai nghe cậu nói có vẻ như rất hiểu bọn họ thực ra tôi cảm thấy ở đây cũng rất tốt có người nấu cơm có người sắp xếp công việc không cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì mệt thì ngủ dậy thì làm rất đơn giản chị có muốn như bọn họ không tôi đang tính xem có nên đi cướp ngân hàng gì đó hay không tiêu hết tiền rồi vào đây mấy năm cho thanh tĩnh cũng là một ý kiến hay thư sướng đáp an dương cười chỉ có người đứng ngoài cánh cổng nông trường này mới nói được những câu thở ngắn than dài như thế trên bờ ruộng một quản giáo thổi còi tất cả phạm nhân lập tức xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi về nhà ăn đã mang cơm trưa tới ba thùng gỗ lớn một thùng đựng cơm một thùng khoai tây hầm thịt ba chỉ một thùng canh mướp trứng gà mỗi phạm nhân được phát một cái bát to, bên dưới đựng cơm, bên trên là thịt và canh. Các phạm nhân ngồi giữa ruộng phùng mang trận má ăn cơm, không ai ngẩng đầu lên. Thư sướng đứng nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng. Cảm thấy như bọn họ đang ăn những món ngon nhất trên đời. Cô thở dài nói. An Dương nhếch mép cười, đừng thấy bây giờ bọn họ ngoan như mèo con mà nhầm, thực ra tất cả đều là ngọa hổ tàn lông, kẻ thức thời mới là túng kiệt sau khi ra ngoài không biết bọn họ sẽ lại gây dựng trời đất của mình kiểu gì. Nơi này cũng là một nhà trường mang tính tổng hợp. Thư Sướng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thắng Nam đang chào chính trị viên rồi đi về phía này, gương mặt lành lạnh. An Dương, cậu học tâm lý học, có phân tích được vì sao đại đội trưởng mục của bọn cậu lại rầu rĩ thế kia không? An Dương nhướng mày đưa cho thư sướng một chai nước khoáng rồi khẽ ngâm nga, tình sao tình quá đậm sâu, đã sầu trên mắt lại đau trong lòng. Phụt thư sướng vừa uống một ngụm nước lập tức phun hết lên người an dương xin lỗi tôi không cố ý tôi chỉ vì cậu dùng những từ ngữ mềm mại như vậy đối với thắng nam khiến tôi không chịu nổi an dương nhún vai nhẹ nhàng lau những chỗ ướt trên người tôi nói sai à thư sướng ngẩn ra thật sự cảm thấy bội phục chàng trai mới bước chân ra khỏi cổng trường này quả thật mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thắng nam vẫn chưa thể quên được cái chết của lục minh người luôn luôn lạnh lùng đã không động lòng thì thôi một khi động lòng là khắc cốt ghi tâm thế cậu có cách nào khuyên bảo cô ấy không cô nghiêng đầu hỏi nói chuyện vui vẻ thế thắng nam chạy tới trước mặt hai người chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt kỳ lạ của thư sướng và an dương an dương đang đọc thơ đường cho tớ nghe thư sướng cười nói khuôn mặt đen sạm của an dương cứng đờ cậu ta mất tự nhiên quay đầu sang bên cạnh thắng nam nhìn an dương thơ đường gì? Nơi nào không có hoa thơm, sao yêu mãi một cọng rơm làm gì? Có bài thơ đường này à? Thư sướng nghiêm túc trả lời, có chứ, trong bản in lậu. Ờ, được đấy. Bài thơ này cũng đáng để bạn suy nghĩ một chút. Thế bạn thì sao? Thư sướng nhìn Thắng Nam với vẻ quan tâm. Bạn rỗi hơi như vậy thì đi gặp lúa đi. Thắng Nam hùng hỗ trợn mắt nhìn cô, gương mặt vặn vẹo đến biến dạng ngay cả bóng gió cũng không được, bệnh của tháng Nam không nhẹ chút nào. Muốn quên một người, tốt nhất là anh ta xấu đến mức khiến bạn căm hận, triệt để không còn tình cảm gì. Sợ nhất là người như Lục Minh, anh ta vẫn để lại hình tượng tốt đẹp trong đầu tháng Nam, nhưng anh ta lại yêu một người khác. Muốn yêu mà không thể yêu, muốn hận mà không có lý do gì, bây giờ anh ta còn chết cho tình yêu nữa, hình ảnh của anh ta sẽ không thể xóa nhòa trong đầu tháng Nam trừ phi trong lòng thắng nam có một người khác thay thế được thôi gặt thì gặt lao động là vinh quang nhưng mồ hôi của tớ không thể chảy vô ích được phải có thù lao thư sướng xắn tay áo thắng nam và an dương liếc nhau không hẹn mà cùng nói được phóng viên thư thể nghiệm cuộc sống nông trường một hồi lâu lòng bàn tay đã xuất hiện vết chai cổ tay bị lưỡi liềm làm xước mấy chỗ khi từ ruộng lúa đi về khu quản lý nông trường cô đã không thể thẳng lưng lên được nữa lúc lên xe về nội thành, Thắng Nam xách một túi gạo mới ném vào cốp xe thư sướng, "Đây, thù lao của bạn." Quyển 2, chương 9. Thời gian thanh toán chi phí của phòng tài vụ Hoa Đông buổi chiều cho các bộ phận cũng khác nhau, phòng pháp trị là từ ngày 14 đến ngày 16 hàng tháng. Lần trước thư sướng đi công tác Quảng Đông vẫn còn một khoản công tác phí chưa thanh toán, mặc dù tòa soạn có cho ứng trước nhưng chi tiêu bao giờ cũng phát sinh nhiều hơn kế hoạch, tự mình phải bỏ ra không ít tiền sau đó cô lại nghỉ phép đúng thời gian thanh toán của tháng trước. Hôm nay là ngày 15. Sáng sớm rời giường mua đồ ăn sáng, thư sướng thở dài xem mấy tờ nhân dân tệ thoáng nhìn đã có thể đếm được là bao nhiêu trong ví, cất máy tính sách tay rồi ngoan ngoãn đến tòa soạn báo làm việc. Ai dám khinh thường tiền bạc? Bài phỏng vấn Triệu Khải cũng được lên báo hôm nay, nhân tiện cô cũng phải gửi cho anh ta một tờ báo thư sướng cố ý đi làm sớm hơn giờ quy định để đề phòng trường hợp bùi địch văn và giám đốc tòa soạn lại dân trào tâm huyết đến đứng chấm công trước cửa thang máy tầng 1. bây giờ càng ít gặp mặt bùi địch văn càng tốt vừa đến phòng làm việc thư sướng đã nghe thấy hai tin tức không được tốt lắm một là tối qua tạ lâm trượt chân ngã trong phòng vệ sinh không gãy xương nhưng bị rách dây chằng mắt cá chân cần điều trị cố định cổ chân bây giờ chị ta đang nằm rên rỉ trong bệnh viện phụ nữ độc thân khi trong ví có tiền và không ốm đau bệnh tật thì muốn phóng khoáng thế nào cũng được, nhưng chẳng may đau ốm thì lập tức sẽ thấy rõ tình cảnh thê lương. Thư sướng gọi điện thoại tới hỏi thăm, giọng tạ lâm quể quải, nghẹn ngào, nghe rất đáng thương. Thư sướng hỏi hang ân cần, khóe mắt khẽ liếc nhìn Thôi Kiện. Thôi Kiện đang cắm cúi viết bài trước máy tính, vẽ mặt âm u, đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác. Thầy ơi, thầy đã nghe nói chuyện tạ lâm bị thương chưa? Thư sướng đánh bạo hỏi. Thôi kiện không thèm nhìn lên, chỉ lạnh lùng gật đầu không nói gì. Thư sướng sờ sờ mũi không nói tiếp. Đời sống riêng tư của tạ lâm quá phong phú, sư phụ cô lại là một người đàn ông nghiêm túc đâu ra đấy, trong lòng nhất định có những cửa ải không thể vượt qua. Thích một người là do trái tim quyết định, không thể khống chế được, nhưng có tiến tới hay không thì lại do lý trí làm chủ. Một tin tức khác là đàm tiểu khả chạy tới nói với thư sướng, hình như đã mấy đêm cô ta không ngủ, hai mắt hiện đầy tơ máu, môi khô khốc, gương mặt không trang điểm xinh đẹp như mọi ngày. Không ngờ khi cô ta để mặt mộc, nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt. Tối qua Dương Phạm sốt cao, lên đến 39 độ 2, cô ta đưa Dương Phạm đến bệnh viện truyền nước, cả đêm không ngủ. Hôm qua là ngày hát đạo hay ngày đen tối gì mà mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc như vậy? Thư sướng không tỏ ra quá mức quan tâm, La Ngọc cầm nấu ăn rất giỏi, đàm tiểu khả dịu dàng như nước, Dương Phạm có ống cũng rất thoải mái thư tỷ lúc anh ấy sốt mê man cứ gọi tên chị mãi đàm tiểu khả trợn mắt nhìn cô hùng hổ dọa người ánh mắt u oán và nghi ngờ đúng là anh ta sốt cao mê sản thật thư sướng không giải thích thêm chỉ lạnh nhạt cao mày đàm tiểu khả hơi thất vọng với vẻ hờ hững của thư sướng chỉ ở lại phòng pháp trị thêm một lát rồi đi về có một đoàn múa ba lê của nga đến tân giang biểu diễn cô ta phải đến rạp hát phỏng vấn thư sướng đứng bên cửa sổ nhìn cây cối đã lốn đốn lá vàng. Mùa thu ở thành phố này luôn rất ngắn, hình như mới mấy ngày trước vẫn còn nóng hơn 30 độ mà sau vài ngày đã chuyển hẳn sang thu rồi. Cô nghĩ không biết có phải mình quá bạc tình bạc nghĩa hay không? Có lẽ nên lịch sự gửi một lãng hoa đến hoặc gọi điện hỏi thăm anh ta. Không, cô lắc đầu, cuộc sống hạnh phúc của Dương phàm vừa mới bắt đầu, cô không đến quấy rầy chính là sự an ủi tốt nhất. Khi không còn yêu thì cũng không còn hận trong lòng chỉ có hờ hững thờ ơ thư sướng sắp xếp lại hóa đơn giao cho trưởng phòng rồi đến tổ hiệu đính chắc giờ này tổ hiệu đính đang xem lại bản in thử số báo hôm nay mấy sinh viên mới tuyển dụng sau mùa hè năm nay đều được điều đến tổ hiệu đính toàn bộ đều tốt nghiệp những trường danh tiếng nhưng không ai tỏ ra kiêu căng nhìn thấy thư sướng họ chào hỏi rất lễ phép rồi đưa cho cô một bản đã soát lỗi xong thư sướng lật xem trang pháp trị trước bài phỏng vấn của mình được đặt ở vị trí nổi bật sau khi xem xong, cô lật sang các trang báo khác, đột nhiên phát hiện trang doanh nghiệp có một bài phỏng vấn Ninh Trí. Cô sửng sốt. Không ngờ Ninh Trí lại là người Tân Giang, học cấp 3 ở trường trung học số một thành phố Tân Giang, là bạn cùng trường của cô. Sau đó anh ta di cư tới Canada, sau khi tốt nghiệp Đại học Vancouver, anh ta được một công ty bảo hiểm Hồng Kông tuyển dụng. Một năm sau, anh ta đến Bắc Kinh làm việc, cùng Tống Tư Viễn thành lập công ty bất động sản Trí Viễn, chỉ sau thời gian 3 năm rất ngắn đã đạt đến quy mô như bây giờ. Ninh Trí nói khi đi học anh ta rất thích đến bến phà đi phà, thích đến quảng trường trung tâm thành phố Thả Diêu. Anh ta còn nhớ ban đầu ở bờ sông có một làng chài nhỏ, ở đó chỉ có những người đánh cá, sau đó để xây cầu vượt sông, làng chài này đã được di dời ra ngoại thành, bây giờ không tìm được dấu vết nào trước kia nữa. Thư sướng xem đi xem lại bài phỏng vấn này không dưới ba lần, điên rồi, loại cảm giác giống như đã từng quen biết đó lại một lần nữa trào lên như bọt nước chẳng lẽ ninh trí là một cố nhân không thể cô chưa già chưa mất trí nhớ cho dù là chỉ gặp mặt vài lần cũng sẽ phải có ấn tượng cô nghĩ đi nghĩ lại gương mặt lạnh lùng của ninh trí chỉ cần nhìn thấy một lần thì muốn quên cũng khó người nào đã sống vài năm ở tân giang cũng đều hay nói chuyện về bến phà quảng trường và làng chai cái gọi là cảm giác giống như đã từng quen biết có thể là trên người cô và anh ta đều phát ra hơi thở của người tân giang nhưng nhớ tới bụng già khó lường của anh ta thư sướng lập tức không thể sinh ra một tia thiện cảm nào với ninh trí. Không buôn bán thì không gian trá, đúng là chân lý. Quay lại phòng làm việc, trưởng phòng đã phê duyệt xong tất cả hóa đơn và chuyển tới ban tài vụ, kế toán viết chi phiếu rút tiền cho cô. Thư sướng là người trẻ nhất trong phòng, cô cầm chi phiếu đến ngân hàng rút tiền mặt rồi mang về chia cho mọi người theo hóa đơn của từng người. Tuần này nguồn thu từ quảng cáo ít hơn rất nhiều, có chuyện gì vậy? Đột nhiên tiếng bùi địch vang vang lên ngoài hành lang thư sướng như một con mèo hoảng hốt, sống lưng cong lên căng thẳng, bàn tay cầm tiền rung lên, không kịp đếm tiền mà nhét thẳng vào trong túi sách. Cô xoay người ngồi trước máy tính, làm bộ đang đọc tài liệu rất nghiêm túc. Vốn có một triển lãm xe đặt quảng cáo nguyên trang mấy số liền, nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với các khách hàng khác từ trước nên đành phải từ chối. Một số khách hàng không vừa ý vì trang quảng cáo của chúng ta đặt ở vị trí cuối cùng, có lúc độc giả đọc báo sẽ không lật đến trang cuối nên quảng cáo không có nhiều hiệu quả, vì vậy, Trưởng phòng quảng cáo cười cầu tài, thấy sắc mặt Bùi Địch Văn càng ngày càng nghiêm khắc, ông ta không dám nói tiếp nữa. Chẳng lẽ quảng cáo ở trang cuối là chuyện mới có à, vì sao trước kia không thấy nói gì đến những phản ứng này? Hợp đồng là chết, người là sống. Gọi toàn bộ phòng quảng cáo, phòng phát hành và phòng sắp chữ vào phòng họp, mở hội nghị khẩn cấp, tôi phải xem xem vấn đề ở chỗ nào. Vâng, tôi đi thông báo ngay bây giờ. Trưởng phòng quảng cáo đỏ bừng mặt, vân vân dạ dạ đáp lời. Bùi địch văn lạnh mặt đi vào bên trong. Lúc qua phòng pháp trị, anh dừng lại, thư sướng lén quay mặt nhìn ra ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người xoắn vào nhau như quẩy. Không có ti lửa, chỉ có rét lạnh thấu xương. Tổng biên tập bùi. Mấy người trong phòng pháp trị cùng đứng lên chào. Thư sướng kinh ngạc trợn mắt, hôm qua sao quả tạ cũng chiếu đến người bùi địch văn à. Trên gương mặt điển trai của anh có hai vết thương, dường như là cạo râu không cẩn thận cắt phạm ngoài ra tay trái anh còn quấn kính băng gạt tay anh cô buộc miệng hỏi sáng sớm đun nước bị bỏng bùi địch văn nói qua loa gật đầu với mọi người rồi quét ánh mắt qua chỗ thư sướng ánh mắt không hề dừng lại ở chỗ cô không biết tại sao cảm giác mất mát như một loại virus đột nhiên tấn công thư sướng cô cảm thấy trong lòng trống rỗng rất chán nản rất xót xa bùi địch văn và trưởng phòng pháp trị bàn bạc một số nội dung công việc trưởng phòng quảng cáo hấp tấp chạy tới thông báo toàn bộ nhân viên đã đến phòng họp bùi địch văn ở một tiếng xoay người cùng trưởng phòng quảng cáo đi đến thang máy thư sướng mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế sau đó cả người cô như ngơ ngẩn đầu óc bãi công không chịu vận chuyển cô đành phải làm công tác chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn tiếp theo dựa vào bản năng hết giờ làm mọi người trong văn phòng đều lục tục ra về cô vẫn nằm gục xuống bàn máy tính không hề nhúc nhích cô vốn định đến bệnh viện thăm tạ lâm nhưng chân cô lại đi đến văn phòng tổng biên tập như không chịu khống chế cô tự nói với mình làm người phải biết tri ân bùi địch văn quan tâm đến cô như vậy nhận cô vào tòa soạn làm phóng viên lúc nào cũng che chở cô bây giờ tay anh bị bỏng cô phải đến hỏi thăm an ủi anh ờ coi như lấy lòng lãnh đạo nịnh bợ lãnh đạo sau này công việc sẽ dễ thở hơn đứng trước văn phòng tổng biên tập rốt cuộc cô đã thuyết phục được chính mình vẻ mặt không còn kỳ cục và mâu thuẫn nữa Mạc Tiếu bao giờ cũng về muộn, bình thường lúc này bà ta sẽ dọn dẹp lại giấy tờ trong ngày, sau đó sắp xếp lịch làm việc ngày mai cho Bùi Địch Văn. Thư Sướng, lâu lắm không gặp cháu. Nhìn thấy Thư Sướng, Mạc Tiếu tỏ ra rất bất ngờ, bà ta mở ngăn kéo thò tay vào lấy kẹo sữa. À, bây giờ cháu đã bỏ kẹo sữa, nhà sĩ nói rằng cháu sắp hết thuốc chữa rồi, Thư Sướng cười cười chỉ cửa kính, tổng biên tập Bùi có trong đó không? Mạc Tiếu hạ thấp âm lượng, ghé sát vào, thảo tâm nhắc nhở cô hôm nay tâm tình tổng biên tập bùi cực kỳ không tốt nếu có việc gì thì cháu nên để ngày mai quay lại vừa rồi anh ta phát hỏa một trận ở phòng họp cô chưa từng thấy anh ta nổi giận như vậy bao giờ đập bàn ầm ầm đập đổ cả chén trà mùa thu trời hanh vật khô con người cũng tự nhiên nóng tính trong đó không có ai khác chứ không có việc của cháu vội lắm à hơi vội thư sướng chột dạ hít một hơi Cô hỏi giúp cháu xem bây giờ cháu vào được không. Mạc Tiếu gật đầu đẩy cửa kính ra, Bùi Địch Văn ngẩng đầu nhìn ngay thấy Thư Sướng. "Để cô ấy vào." Đôi mắt sáng của anh như một thước phim bị tạm dừng. "Nói trọng điểm thôi, cố gắng đừng chọc giận anh ta." Mạc Tiếu khẽ dặn dò. Thư Sướng Vân một tiếng rồi đi vào, Mạc Tiếu đóng cửa kính lại. Bùi Địch Văn nhếch miệng nhìn Thư Sướng không nói một lời. Thư Sướng xoa xoa hai tay, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cô do dự một hồi như chịu cực hình rồi lấy dũng khí hỏi, tay anh. Trán bùi địch văn nhăn lại, câu hỏi này anh đã trả lời rồi, anh không muốn nhắc lại. Em có việc gì không? Bị anh hỏi ngược lại như vậy, thư sướng sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Rất lâu sau cô mới tìm lại được mặt suy nghĩ. Nhà em. Nhiều đời nay gia đình em đều chuyên chữa bỏng, em cũng hơi biết một chút nếu anh không bận thì đến nhà em em bôi thuốc giúp anh trời ạ à, cô há miệng rốt cục cũng nói xong rồi không cần lát nữa anh đến bệnh viện thay băng bùi địch văn lạnh nhạt từ chối bàn tay phải lành lặng vẫn ký rất nhanh lên tập tài liệu trên bàn mặt thư sướng lập tức đỏ bừng cảm thấy nịnh bợ không đúng lúc đúng chỗ đúng người quả nhiên rất lố bịch cô cười cười tự giảo ờ cũng đúng bệnh viện là cơ quan uy tín em cùng lắm chỉ là lan vườn đến bệnh viện là sáng suốt cô xoay người đi ra ngoài hai mắt rất căng rất nóng em tìm mọi cách tránh mặt anh bây giờ tại sao lại đến đây sau lưng cô bùi địch văn lạnh lùng lên tiếng thư sướng dừng chân cắn chặt răng không nói câu nào em không sợ anh hiểu lầm mà bùi địch văn từ phía sau bàn làm việc vòng ra đi tới trước mặt cô em thật có bản lãnh chạy một mạch bốn ngày liền vui vẻ thì nghe điện thoại của anh không vui là từ chối thẳng thừng có nghe điện thoại cũng chỉ nói đến công việc anh chưa bao giờ bị người khác ghét bỏ như vậy anh luôn luôn không thích làm khó người khác em làm như vậy anh cũng hiểu rõ ý em cho nên anh kiềm chế hành vi của mình làm đúng chức trách là một tổng biên tập khiến em tôn trọng như em mong muốn em hình như em sai rồi mắt thư sướng lộ vẻ ấy nấy cô nghĩ mình nên đâm đầu chết quách cho xong tưởng bở thật là mất mặt em không phải trẻ con không thể nói một câu em sai rồi là xong được anh không tin trước khi đến đây em không suy nghĩ kỹ càng bùi địch văn khẽ cười ánh mắt trở nên dịu dàng anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi đạo hạnh đương nhiên phải cao hơn rất nhiều em chỉ muốn giúp anh điều trị chỗ bỏng thư sướng nhắm mắt từ từ ngước mặt lên thế này có thể coi là một sự quan tâm không đồng nghiệp nên sống hữu hảo với nhau đây có thể coi là một loại quan tâm thư sướng muốn nói như vậy nếu là quan tâm thì đó là quan tâm của cấp dưới đối với cấp trên, hay còn có ý nghĩa khác nữa. Ngày mai em viết một báo cáo tỉ mỉ gửi anh sau. Không thể chịu nổi nữa, thư sướng tức giận gào thành tiếng. Khóe miệng bùi địch văn lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười này lập tức xua tan lớp khí lạnh bao quanh người anh. Cửa kính mở ra, mạc tiếu nhìn bùi địch văn và thư sướng cùng đi ra, vẻ mặt bùi địch văn đã trở nên dịu dàng, thư sướng cầm áo khoác và chiếc cặp tài liệu của anh trên tay em đi xe chứ? vâng. vậy tốt, không cần bắt taxi, ngồi xe em luôn. bùi địch văn và thư sướng chào tạm biệt mạc tiếu, hai người sóng vai đi đến thang máy. mạc tiếu nhìn bóng lưng hai người, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại. quyển hai, chương mười. cứ thế, bùi địch văn yên vị trên ghế cạnh ghế lái của chiếc cherry. thân xe cherry không cao lắm, không gian cũng không thể coi là rộng rãi đàn ông chân dài tay dài như bùi địch văn ngồi lên xe sẽ thấy hơi chật chội trước kia dương phàm cũng không thích ngồi cherry hai người ra ngoài chơi đều ngồi xe buýt hoặc bắt taxi thư sướng đảo mắt lặng lẽ liếc bùi địch văn anh chỉnh lùi ghế về phía sau ngã ghế nằm rất dễ chịu vẻ mặt vui mừng người này lái được continental flying spur cũng có thể ngồi được cherry tầm thường đúng là môi trường nào cũng thích ứng được lãnh đạo quả nhiên không giống người thường lên được phòng khách xuống được phòng bếp ơ ờ, hình như ví von như vậy không đúng lắm đến trước siêu thị kia thì dừng lại một chút lúc đợi đèn xanh ở ngã tư bùi địch văn chỉ về phía một siêu thị trước mặt anh cần mua cái gì thư sướng thuận miệng hỏi mua ít hoa quả không phải ở gần khế viên cũng có siêu thị à giờ này không được dừng xe lát nữa bôi thuốc xong đưa anh về nhà thì mua sau bùi địch văn cười cười thư sướng đột nhiên hiểu ra không cần đâu bố mẹ em không có nhà, anh không cần khách sáo như vậy. Bố mẹ em đi đâu? Hải Nam. Bùi địch văn hơi khép mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên sâu lắng. May mà trời đã tối, lúc hai người xuống xe cũng không gặp hàng xóm láng giềng nào. Nếu không với sự nhiệt tình và tính hiếu kỳ của người dân khu thành Bắc, chắc chắn họ sẽ tự đến chen chúc chật như nêm cối trong nhà họ thư, vặn hỏi kỹ càng 18 đời tổ tông nhà Bùi Địch Văn. Đây là lần đầu tiên Bùi Địch Văn đi vào loại nhà vườn tĩnh mịch này nên cảm thấy rất mới lạ. Thật sự không ngờ trong thành phố Tân Giang còn có một ngôi nhà đẹp như vậy, đã có rất nhiều năm rồi đúng không? Thư Sướng dẫn anh xem hết tầng trên tầng dưới, là cụ nội em xây cho ông nội khi ông lấy bà nội em, tính ra cũng gần trăm năm rồi. Ngày xưa người ta thành thân sớm, ông nội em 18 tuổi đã kết hôn rồi, bố em là con út của ông, hơn nữa, bố em lại 43 tuổi mới sinh em. À, anh xem sàn gỗ trong nhà đều được làm từ những cây cổ thụ chở từ tứ xuyên về đây thằng đường thủy. Tiếc là chẳng bao lâu nữa nơi này có thể sẽ bị di dời để xây khu đô thị mới. Vì sao? Ở nước ngoài những ngôi nhà cổ thế này đều được chính quyền bảo vệ. Em xem nước Pháp có những pháo đài cổ đã tồn tại mấy trăm năm rồi mà chính quyền vẫn bỏ nhiều tiền ra tu sửa, cố gắng bảo vệ nguyên trạng, đây cũng là một nét đẹp văn hóa. Nếu đã được mấy trăm năm thì cũng để đơn xin công nhận di sản văn hóa đằng này dở ông dở thằng nên chẳng là cái gì cả. Thư sướng nhìn quanh bốn phía, thở dài rất tâm trạng, nếu căn nhà này bị phá dở thì em sẽ cảm thấy có rất nhiều ký ức bị xóa đi. Em và thần thần đều lớn lên ở đây. Tham quan nhà xong, bùi địch văn lại ra ngoài vườn xem. Thư sướng nói với anh trong vườn trồng những loại thảo dược gì, trong đó có một loại có su mũi, trồng loại cỏ này thì trong nhà sẽ không có mũi, cho dù là mùa hè sau đó cô hái một chùm nho từ trên giàn xuống rửa sạch đặt lên đĩa mời anh ăn còn mình thì đi lấy thuốc bổng bùi địch văn ngắt một quả nho cho vào miệng đầu tiên là chua chua sau đó một vị ngọt không cách nào hình dung được tràn ra khắp miệng anh chậm rãi nhai từ từ thưởng thức thư sướng nhẹ nhàng cởi băng gạc trên tay bùi địch văn và giật mình kinh hãi anh bị bỏng không nhẹ cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều có những nốt phồng to như trứng chim bồ câu sáng sớm bùi địch văn dậy đun một ấm nước sôi anh bưng tới đặt lên bàn. Điện thoại di động đổ chuông. Anh đưa tay ra lấy điện thoại, không ngờ chạm vào làm đổ ấm nước. Mặc dù đã đục tay lại rất nhanh, nhưng vẫn bị gần nửa ấm nước sôi đổ vào tay. Quả thật bỏng rát như bị kim đâm. Anh không phải một người hấp tấp hay hậu đậu, rất ít khi phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Sau đó nghĩ lại mới biết là khi đó mình không tập trung. Kẻ đầu sọ khiến anh mất tập trung chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh này. Đây là nước gì? Bùi Địch Văn thấy Thư Sướng dùng một miếng bông cẩn thận bôi một loại chất lỏng màu vàng lên cả lòng và mu bàn tay mình. "Mở chuột, thuốc chữa bỏng dân gian." Thư Sướng hết sức thận trọng nâng bàn tay, anh lên chăm chú bôi thuốc. "Có hiệu quả không?" Thư Sướng lườm anh, anh không phải người đầu tiên được dùng, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bùi Địch Văn không nói gì nữa, hay nói chính xác là không dám nghi vấn y thuật của vị thầy lang giang hồ này. Bôi mở xong, Thư sướng lại lấy hộp thuốc mỡ bôi vào giữa lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng xoa đều. Bùi địch văn lập tức cảm thấy một cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến anh khó chịu đã biến mất. Không được chạm vào nước, cũng không được cuốn băng. Bôi liền ba ngày thì bọng nước sẽ căng lên, lúc đó dùng kim chọc rồi bôi thêm hai ngày là khỏi hẳn. Thư sướng vừa nói vừa cất hộp thuốc mở đi. Đơn giản như vậy à. Bùi địch văn giơ bàn tay lên, không dám tin chẳng lẽ anh muốn phẫu thuật? Dưới ánh đèn, hai mắt thư sướng long lanh. Bùi địch văn cười cười, hòn đất ném đi hòn chì ném lại, để cảm ơn thầy Lan Giang Hồ đã ra tay cứu thế, anh mời thư sướng đi ăn tối. Thư sướng lập tức từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ. Bàn tay phòng rột của anh tỏa ra mùi thuốc đông y rất đậm, đi vào nhà hàng sẽ bị người ta đánh đuổi ra ngoài. Nếu anh không khó tính quá thì em đích thân xuống bếp chiêu đãi anh, làm người tốt thì làm cho trót anh không bao giờ kén chọn bùi địch văn vội trả lời thư sướng bật tivi trong phòng khách lên cho bùi địch văn ngồi xem sau đó đi vào phòng bếp cái gọi là vào bếp của thư sướng chính là dùng nồi áp suất ninh cháo luộc mấy quả trứng việc muối vu phân tự làm xà lát dưa chuột cô lại chạy ra đầu ngõ mua bánh ngọt về làm món khai vị quá ổn trên bàn ăn cũng đủ cả bát đĩa đàng hoàng thư sướng rất đắc ý gọi bùi địch văn ngồi vào bàn bùi địch văn tỏ ra không hào hứng với bánh ngọc lắm nhưng lại rất hứng thú với bác cháu đây là gạo gì mà thơm thế gạo mới ở nông trường tân giang là em tự tay thu hoạch đương nhiên phải thơm anh nhìn này tay em vẫn còn chai đây thư sướng xòe tay đưa tới trước mặt bùi địch văn thì ra mấy ngày nay em đến nông trường học làm ruộng thư sướng cười ha ha đúng là nói nhiều sẽ lỡ miệng cũng không hoàn toàn đúng chỗ đó vốn chính là địa điểm em định đến phỏng vấn ăn tối xong, đương nhiên người thu dọn bát đĩa là thư sướng, Bùi Địch Văn đứng bên cạnh giám sát. Anh vào xem thời sự đi. Anh cứ đứng thẳng như một cây cột bên cạnh làm thư sướng rất mất tự nhiên. Tin tức thời sự chính là công việc của anh, anh phải có không gian thuộc về riêng mình chứ, lúc nào cũng công việc sao được. Mặc dù nói như vậy nhưng Bùi Địch Văn vẫn đi vào phòng khách. Thư sướng đang rửa bát thì điện thoại di động trong túi sách lại đổ chuông, cô vẫy tay cho hết nước rồi vội vàng chạy tới. Số điện thoại gọi tới không có trong danh bạ, nhưng chỉ sợ dăm ba năm nữa cô cũng không thể quên được số này. Alo. Cô chạy ra ngoài sân nghe điện thoại. Sướng sướng. Âm thanh khàn khàn của Dương Phàm vang lên trong điện thoại, nặng nề, mệt mỏi, dường như đến từ một vực sâu kỳ lạ nào đó, anh bị ốm rồi. Thư sướng thở dài trong lòng rồi hỏi lịch sự, anh đã đỡ chưa? Chưa, sốt cao dẫn tới viêm amidan, uống nước cũng đau. Dương Phàm nói yếu ớt vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Sướng sướng. Sao? Anh muốn gặp em. Dương Phàm chưa bao giờ hạ mình đến thế, trong giọng nói lộ rõ vẻ cầu khẩn. Sốt là vì trong máu có chất độc đối với cơ thể, muốn khỏi phải có quá trình, truyền vài chai nước sẽ đỡ hơn. Không đợi Dương Phàm nói tiếp, Thư Sướng đã vội vã dừng cuộc gọi. Bên kia, Dương Phàm nhìn chầm chầm chiếc điện thoại di động đang kêu tút tút, rùng rùng nhắm mắt lại anh ta nhớ lại hơn một ngàn ngày ở bên thư sướng ngày nào cũng đầy ắp ngọt ngào từ góc độ của mình anh ta cũng khát vọng làm cho cuộc sống của mình và thư sướng trở nên đầy đủ hơn vì vậy lúc nào cũng tính toán chi li căn bệnh của thư thần đã đảo lộn tất cả có lúc đàn ông rất yếu ớt khi phải đứng trước áp lực đàn ông không thể suy nghĩ đơn giản như phụ nữ anh ta rất buồn bực cũng rất tức giận khi thấy thư sướng quan tâm đến người nhà hơn quan tâm đến anh ta quá nhiều tại Hàng Châu gặp Đàm Tiểu Khả, đó là một thế giới anh ta chưa bao giờ trải qua. Đàm Tiểu Khả thời trang, vui vẻ, yếu điệu, dễ thương, đó là những thứ thư sướng không có. Hơn nữa trong thế giới của Đàm Tiểu Khả không có thư thần. Bởi vì là người lạ, không tồn tại trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng không cần gánh vác hậu quả nên anh ta dứt khoát buông thả chính mình để hưởng thụ diễm ngộ này. Thậm chí Dương Phàm cũng đã từng hoài nghi, có phải một người đàn ông chỉ có thể thích một người phụ nữ hay không? cho dù bọn họ đã cùng nhau trèo đèo lội suối, trải qua vô vàng khó khăn mới tu thành chính quả, nhưng có nhất định không được để ý đến người nào khác hay không? Sau tình cảm mãnh liệt, là dư âm tuyệt vời vô cùng. Trở lại Tân Giang, anh ta phát hiện mình rất nhớ đàm tiểu khả nên tình cảm dành cho thư sướng đột nhiên trở nên nhạt dần. Có điều dù sao cũng đã gắn bó với nhau mấy năm trời, anh ta cũng cảm thấy không nỡ rời xa thư sướng. Nếu thư sướng chủ động chia tay anh ta, thì trong lòng anh ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút trời thỏa lòng người, đàm tiểu khả đột nhiên đến Tân Giang, hai người dính lấy nhau như keo như sơn, tình cảm vụn trộm giống như thuốc phiện, đã nếm một lần là không bỏ được. Sau đó bị thư sướng bắt gặp, sau đó nữa anh ta được biết đàm tiểu khả và thư sướng là đồng nghiệp, sau đó nữa nữa là thư thần bị tai nạn giao thông. Dường như tất cả mọi bất hạnh đều đổ lên đầu thư sướng trong cùng một ngày, Dương Phàm nghĩ nếu việc này xảy ra với mình thì có lẽ mình đã sụp đổ từ lâu. Nhưng thư sướng lại không làm sao cả. Hình như cô còn sống tốt hơn cả anh ta. Đến lúc này Dương Phàm mới phát hiện người mình thật sự quan tâm vẫn là Thư Sướng, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Thư Sướng là trái tim anh ta lại nhói đau. Bây giờ nói ra kết luận này, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy trào phúng. Thư Sướng đã không còn thuộc về anh ta nữa. Tất cả đều không vãn hồi được nữa. Tối qua khi sốt cao anh ta đã tưởng Đàm Tiểu Khả là Thư Sướng, xúc động gọi tên Thư Sướng, kéo cô ta vào trong lòng dung nhập sự nóng bỏng của mình vào sự mềm mại của cô ta. Đây là lần đầu tiên của đàm tiểu khả, cô ta đau đến mức cào bị thương sau lưng anh ta. Sau đó, nhìn vết đỏ trên ga trải giường, anh ta có cảm giác như rơi thẳng xuống hố băng, cả người lúc thì rét run, lúc thì nóng hầm hập. Anh ta nghĩ, anh ta và Thư Sướng đã thật sự hết rồi. Thư Sướng đứng ngoài sân một hồi lâu không nhúc nhích, phía góc tường, một con dế không ngừng kêu rét rét. Trong phòng khách, không biết bùi địch văn đã chuyển sang kênh nào một người phụ nữ đang nhập tâm hát một bài tình ca u oán giờ phút này có quá nhiều điều muốn nói tiếc rằng đã đến lúc mỗi người một phương đành phải khắc ghi thật sâu phút giây này ngày sau dù có hàng ngàn bài ca bay trên con đường em đi nơi phương xa ngày sau dù có hàng ngàn ánh sao sáng hơn cả mặt trăng đêm nay đều không thể đẹp đẽ hơn phút giây này cũng không thể làm cho em vui vẻ bởi vì tối nay có anh hát cùng em giây phút chia xa mới thấy lòng đau xót thì ra chỉ có anh mới làm em nhớ mãi tháng nào năm nào mới lại được như đêm nay quay lại nhìn em để đôi mắt anh trả lời em một ngày nào đó khi hạt mưa nhẹ gõ ngoài cửa sổ khi tiếng gió làm rối loạn những gì anh đang nghĩ anh có thể thoáng nhớ về hình bóng cũ này không trong cuộc sống sau này có thể cô sẽ nghe thấy nhiều bài hát như bài hát hôm nay, cho dù mọi vì sao đều sáng hơn trăng đêm nay thì cô cũng không thể quên được ký ức này. Bởi vì trong một giai đoạn nhất định, có một số người là không thể thay thế, cho dù cô không muốn thừa nhận. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn ánh trăng len qua tán cây, một nỗi đau không tên xẹt qua lục phủ ngũ tạng. Cô cũng từng ao ước có Dương Phàm bên cạnh mỗi khi bị ốm, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, bây giờ hồi tưởng lại cô có cảm giác như chuyện đó đã cách đây cả một thế kỷ. Cô lắc đầu đắng chát rồi đi vào phòng khách. Bài này là ai hát đấy? Cô nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ có đôi mắt to trong tivi. Trần Tuệ Nhan. Đợt trước cô ta ra nước ngoài du học nên tạm biệt giới âm nhạc một thời gian. Cô ta đã ra một album, bài hát này cũng nằm trong album đó. Anh đã từng xem cô ta biểu diễn rồi. Bùi Địch Văn nói. Thư sướng không hiểu về nhạc lý, cũng không có yêu thích đối với âm nhạc các ngôi sao ca nhạc cứ đến rồi đi đi rồi đến như đèn kéo quân nên cô cũng chỉ biết vài người đài loa ngà hồng kông thư sướng nhíu mày như người nhìn bùi địch văn anh đến hồng kông xem cô ta biểu diễn à. lúc đó anh ở hồng kông còn trước và sau đó trước đó anh ở pháp sau đó thì ở tân giang bùi địch văn cười sao giống điều tra hộ khẩu thế thư sướng nhìn gương mặt đẹp trai dịu dàng của anh bỗng nhiên cô phát hiện mình gần như không biết gì về anh. Đâu có, em vào rửa bát tiếp đây. Bùi địch văn mỉm cười nhìn cô, cuộc điện thoại làm cô ấy hồn siêu phách lạc như vậy là do ai gọi tới. Quyển 2, chương 11 Trong phòng bệnh của tạ Lâm đặt đầy các loại hoa tươi, nếu không phải hoa của các khách hàng tương đối quen thuộc thì cũng là của bạn khác giới qua lại mật thiết. Trước giường đặt một lẵng hoa hồng màu phấn, tạ Lâm nằm giữa vòng vây làm bằng hoa tươi, chân cố định bằng nẹp gỗ cuốn băng vải, vẻ mặt không hề có sức sống không khác gì một con cá chết thư sướng đến thăm tạ lâm chỉ mua hai hộp sushi hải sản cô không hiểu tại sao trong phòng bệnh nhất định phải bày đầy hoa tươi lẽ nào là trong giai đoạn yếu ớt tính mạng phải hấp thụ sức sống của hoa tươi để khỏe mạnh trở lại đây đã là buổi tối ngày thứ ba từ lúc tạ lâm bị ngã người nên đến đều đã đến phòng bệnh vắng vẻ không có người ngoài nào khác lẽ ra tạ lâm bị ngã như vậy cũng chỉ cần châm cứu rồi dùng rượu thuốc xoa bóp cho lưu thông máu là có thể khôi phục sức sống của cơ bắp chứ không cần phải nằm viện tuy nhiên đó là với điều kiện có một người ngày ngày đưa chị ta tới bệnh viện đàn ông có thể cùng phụ nữ uống rượu tán tỉnh đến bình minh nhưng chưa chắc đã bằng lòng rót nước pha trà cho phụ nữ lúc đau ốm lấy một giờ loại việc này là nghĩa vụ của một người chồng không ai dám cướp đoạt không còn cách nào khác tạ lâm đành phải vào nằm viện đám y tá vụng trộm bàn tán cho rằng chị ta lập dị nhiều tiền không có chỗ tiêu ánh mắt nhìn chị ta không giấu được vẻ khinh khỉnh tạ lâm cực kỳ tủi thân vừa nhìn thấy thư sướng chị ta lập tức nổi cơn tam bành em về đi chị không muốn nhìn thấy em chị ta quay mặt vào phía trong chị em thân thiết mà bây giờ mới đến à càng nghĩ càng thấy giận thư sướng đặt hộp sushi xuống tự kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh được rồi chị cứ nhắm mắt lại Em ngồi nghỉ một lát rồi đi. Cô ngồi lật cuốn tạp chí thời trang mua ngoài cổng viện. Này, thái độ của em kiểu gì đấy, coi bệnh viện là cửa hàng bách hóa à? Tạ Lâm Giang nan ngồi dậy, mặt cũng đỏ lên, còn cả hộp sushi kia nữa, muộn thế này ăn sao được. Em muốn làm chị béo chết à? Ờ, thế để em béo giúp chị. Thư Sướng mở hộp sushi ra lấy một miếng từ từ đưa vào miệng. Tạ Lâm trợn mắt, đã vào đến phòng này thì chính là của chị không có sự cho phép của chị thì bất kỳ ai cũng không được động vào đúng là nữ thổ phỉ thư sướng thả miếng sushi vào trong hộp rồi cười xòa sao nằm viện nên rối loạn nội tiết tố nhân tiện bảo thầy thuốc kê đơn điều trị luôn thể đi thư sướng tạ lâm cua lấy lãng hoa bên giường ném về phía thư sướng thư sướng bắt gọn cúi đầu xuống hít hít thơm quá ai mang đến đấy sư phụ em à sắc mặt tạ lâm tạ lâm đột nhiên đại biến Chị ta chỉ mũi thư sướng kêu lên, nếu em còn dám nhắc tới lão ta thì sẽ biết tay chị. Thư sướng làm động tác đầu hàng, che miệng, liên tục gật đầu. Trong phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng Tạ Lâm thở phi phò. Tức giận thật ca. Thư sướng hỏi hết sức thận trọng. Đều tại em hết. Tạ Lâm hờn dỗi như một cô bé. Ờ, tại em không tốt. Nếu chị cảm thấy em không đủ thành ý, thì em cũng đi mua cho chị một lẵng hoa. lắm chuyện, Tạ Lâm lườm cô rồi nằm xuống ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Thư sướng ngoan ngoãn đứng lên đặt lẵng hoa lại vị trí cũ, sau đó rót cho chị ta một cốc nước rồi chen lên giường ôm lấy chị ta. Anh ấy cần một người phụ nữ an phận thủ thường, nấu cơm nóng hổi rồi ngồi bên cửa sổ chờ anh ấy về, xin con đẻ cái cho anh ấy, cùng nhau nuôi dạy con cái, yên bình như vậy đến già. sướng sướng, em nói chị đã đến tuổi này, đã như thế này rồi còn có thể cho anh ấy những thứ anh ấy cần không tạ lâm đắng chát nhìn thư sướng thư sướng chưa thấy tạ lâm tỏ ra bất lực như vậy bao giờ đây cũng là lần đầu tiên cô nghe tạ lâm nhắc tới tuổi tác của mình với giọng thê lương như vậy có phải đã vô số đêm chị ta cũng từng băn khoăn tự hỏi chính mình như vậy hay không nếu được trở lại bằng tuổi em bây giờ thì chị tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy chị sẽ tạ lâm cắn môi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa chị biết anh ấy là một người đàn ông tốt chị nên quý trọng nhưng chị có thứ gì để quý trọng anh ấy chứ thư sướng không biết nên trả lời thế nào đành phải ôm chặt tạ lâm nhẹ nhàng vỗ lưng chị ta có người một khi đã để lỡ thì sẽ lỡ cả đời cô nhớ tới một bài thơ tên là quản chế thanh xuân của phương văn sơn anh dùng ngôi thứ nhất ghi lại những yêu thương và hờn dỗi vào trong kịch bản của đôi ta anh dùng ngôi thứ hai nghẹn ngào thất thanh trong vở kịch nói chia tay người anh yêu nhất anh dùng ngôi thứ ba miêu tả thanh xuân chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã rời xa giữa tạ lâm và sư phụ từng xảy ra chuyện gì khi cả hai người vẫn còn thanh xuân cô không đoán được nhưng nhìn hai người như bây giờ rõ ràng trong lòng vẫn còn tình yêu nhưng lại không thể đến với nhau thật sự làm mọi người tiếc nuối không biết nên nói rằng đây là lỗi của ai được rồi đừng có mang cái bộ mặt đáng ghét ấy ra nữa còn hai ngày là chị có thể xuất viện rồi, ôi, đau chân chết đi được. Tạ Lâm đột nhiên lại giống như biến thành một người khác, thu lại tất cả phiền muộn, lại trở thành một kiều nữ vô cùng quyến rũ. Chị vừa liên lạc được với mấy khách hàng lớn, lần này chắc chắn có thể nhận được hoa hồng rất cao. Chị muốn đi Mandiver nghỉ dăm ngày, em đi cùng chị nhé. Em không phải người có tiền, trừ phi chị bỏ tiền mời em đi cùng. Tại sao chị phải mời? Em có phải mẹ chị đâu? thì em là em gái chị chị không có đứa em gái lòng lan dạ sói như em à em có biết trước lúc em đến chị đã nhìn thấy ai không lưu đức hoa à đồ điên là tổng giám đốc ninh người lần trước bị em làm tức giận chạy mất ấy à anh ta cũng ngã bị thương à phỉ phui cái mồm không phải không phải hình như anh ta đưa bạn đến khám bệnh nếu chị trẻ hơn 10 tuổi thì dù thế nào cũng phải theo đuổi được một người đàn ông như vậy, chỉ có em mới không biết đấy là bảo bối. Em biết chứ, có điều em không dám chiếm làm của riêng. Chắc chắn em sẽ trở thành một bà cô già. Tốt, tiện thể làm bạn với chị luôn. Em đúng là đồ ma quỷ đáng ghét. Tạ Lâm đưa tay đẩy thư sướng, thư sướng né tránh, chị ta lại cuộn cuốn tạp chí của thư sướng lại rồi đập về phía thư sướng. Hai người đang ầm ĩ thì có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh. Hai người dùng nhìn ra ngoài cửa, gương mặt tạ lâm cứng đờ, thư sướng xấu hổ đứng dậy. Tổng biên tập bùi, sao anh lại đến đây? Tạ lâm sợ hãi khi thấy lãnh đạo quá quan tâm. Bùi địch văn mỉm cười giơ bàn tay bị bỏng lên lắc lư với người nào đó, tôi tiện đường đi qua. Cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Sắc mặt tạ lâm lộ vẻ thất vọng, thì ra không phải cố ý đến thăm mình, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Gã tổng biên tập này thật là bụng xỉn dù có nhân tiện ghé qua thì ít nhất cũng phải mua một lẵng hoa chứ. Ờ, không cần đi làm vội, đợi bao giờ khỏi hẳn đi làm cũng được. Cảm ơn tổng biên tập bùi. Bùi địch văn gật đầu nhưng lại không đi mà liếc nhìn thư sướng. Thư sướng nhếch môi, tạ lâm, em. Em về đây, có thời gian em lại đến thăm chị. Được rồi. Tạ lâm nhìn thư sướng rồi lại nhìn bùi địch văn, cảm thấy hai người này có vẻ kỳ lạ, hình như hẹn gặp nhau ở chỗ mình. Thư Sướng vừa nhấc chân bùi địch văn cũng xoay người ra ngoài. "Em bảo chị ở đó nửa tiếng mà, nhìn xem, đã 45 phút rồi." Bước xuống cầu thang, bùi địch văn chờ thư sướng đến gần rồi nói nhỏ. "Mãi nói chuyện nên quên mất. Anh đói chưa?" "Đói rồi." Biết thế chỉ mang một hộp sushi đi, để lại một hộp trên xe cho anh ăn. "Anh không muốn ăn một mình." Trên cầu thang có rất nhiều người lên xuống, bùi địch văn kéo thư sướng dịch sang một bên tay phải khẽ vòng qua eo cô thư sướng xấu hổ cả hai tay cũng nóng ran tối qua cô bôi thuốc cho bùi địch văn chỉ một đêm đã có hiệu quả những chỗ phòng trên tay bùi địch văn đã biến mất khá nhiều bàn tay không còn đau như trước mà chỉ còn hơi bất tiện thư sướng đã mang mở chuột và thuốc mở đến tòa soạn định hết giờ làm sẽ lên bôi giúp anh còn chưa hết giờ điện thoại nội bộ trong phòng làm việc đã vang lên trưởng phòng nghe máy rồi gọi thư sướng đến nghe đến phòng đợi em hay anh xuống thẳng bãi đổ xe luôn? Đó là Bùi Địch Văn. Thư sướng cầm điện thoại, nhìn thấy trưởng phòng và các đồng nghiệp khác đều giỏng tay, thỉnh thoảng liếc mình, cô vội vàng trả lời, được rồi, em lên ngay đây. Bản thảo hôm nay có vấn đề gì à? Trưởng phòng hỏi cô với giọng căng thẳng. Thư sướng toát mồ hôi, có chút vấn đề nhỏ, em lên xem xem. Trưởng phòng nhìn cô thông cảm. Cặp tài liệu của Bùi Địch Văn đã thu xếp xong, ngoài ra còn có một chiếc ba lô, anh đứng chờ trước cửa kính sao phải lên trên này làm gì nhìn thấy thư sướng anh hỏi thư sướng mở túi lấy thuốc ra em mang đến đây rồi bây giờ bôi cho anh luôn không về nhà em à không cần bùi địch văn hơi nhíu mày ngày mai phó tổng biên tập tờ nhật báo phương nam sẽ đến đây sợ là mùi thuốc trong phòng này chưa chắc đã tan kịp cứ về nhà em đi hay là đến khế viên thư sướng ngẩn ra nhưng nhưng em muốn đến bệnh viện thăm tạ lâm. Được, anh với em cùng đi. Bùi địch văn rất dễ tính. Thư sướng nào dám đi cùng anh, cặp mắt lửa ngươi vàng của tạ lâm chắc chắn sẽ có thể nhìn ra vấn đề ngay. Không biết làm sao, cô đành phải dặn ngài tổng biên tập ngồi chờ trong xe trong lúc mình lên thăm tạ lâm, sau đó hai người sẽ cùng về nhà cô để bôi thuốc và nấu cơm cho anh. Đúng là làm người tốt không dễ, đã làm là không thoát ra được. Tối nay chúng ta có ăn cháo như hôm qua không? Bùi Địch Văn hỏi. Thư Sướng lấy điện thoại di động ra xem giờ, bây giờ đã hơn 7 giờ tối, bây giờ về mới nấu thì muộn quá, chúng ta đến quán cháo ăn đi. Bây giờ tay anh còn chưa bôi thuốc, người ta sẽ không sẽ không đuổi chúng ta ra đâu. Đến cửa hàng cháo 24 giờ ở trung tâm thành phố được không? Không sao đâu, muộn mấy anh cũng chờ được, chúng ta về nhà ăn. Thư Sướng thầm nghĩ, lẽ nào ngài tổng biên tập này ăn cháo thành nghiện rồi? Tổng biên tập bùi một người đẹp đang từng bước đi lên cầu thang ngạc nhiên gọi một tiếng thư sướng nhìn một lát rồi nhớ ra người đẹp này là kiều kiều ở đài truyền hình từng đến mời bùi địch văn lên truyền hình nhưng không may lại bị từ chối chào tiểu thư kiều bùi địch văn nhã nhặn cười trả lời rồi hỏi xã giao cô không được khỏe à hàng lông mi rất dài của kiều kiều chớp chớp ôi đã lớn như vậy rồi mà còn mọc một cái răng khôn vốn định cố chịu nhưng đau quá không chịu được Chuyên gia trang điểm nói hai má em bên to bên nhỏ rõ ràng, nên em chỉ có thể đến đây nhổ. Còn anh? Ánh mắt cô ta chuyển sang người thư sướng. Thư sướng tránh sang bên cạnh một bước để tỏ rõ lập trường. Tôi cũng không chịu được nữa. Bùi địch văn giơ tay trái lên. May mà trời đã bắt đầu lạnh rồi, nếu không bị bỏng thì rất phiền phức. Tổng biên tập bùi, chuyện lên chương trình anh đã suy nghĩ xong chưa? Kiều Mỹ Nhân đúng là yêu nghề tôi vẫn đang suy nghĩ tạm biệt cô bùi địch văn gật đầu một cách lịch thiệp rồi đưa tay phải tới cầm tay thư sướng 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 đi thôi trước khi đi thư sướng không quên cười vội vàng với kiều kiều lần sau không được gọi em là sướng sướng ở nơi công cộng người khác sẽ hiểu lầm lúc khởi động xe thư sướng lầu bầu một câu sao người khác lại hiểu lầm trên mặt em đã ghi rõ tôi và người này không có quan hệ gì người nào có mắt là đều nhìn thấy rõ ràng mà. Bùi địch văn nói. Thư sướng nghẹn lời, chăm chú nhìn về phía trước. Trên đường về, đi qua một quán cháo sáng sổ sạch sẽ, khách cũng không đông, cô chợt thay đổi ý định. Bây giờ về mới nấu cơm, ăn xong, bôi thuốc rồi đưa tổng biên tập về khế viên thì cũng phải đến nửa đêm. Chẳng thà giải quyết bữa tối ở quán cháo này luôn, sau đó lên xe bôi thuốc rồi đưa thẳng anh về nhà là sẽ tiết kiệm được 2 đến 3 tiếng. Tổng biên tập bùi em hay ăn cháo ở quán này, ngon lắm, cháo được ninh như rất dễ ăn. Răng anh vẫn còn rất tốt, không như anh cũng nhai được. Bùi địch văn không nhường nửa bước. Tay chân em chậm chạp, nấu nướng còn lâu mới xong, em sợ anh đói quá lại đau dạ dày. Không sao, anh có thể chịu được. Thư sướng quay ra cửa sổ xe thở dài một hơi, ngài tổng biên tập bùi này đúng là không biết thông cảm cho người khác. Nhưng bây giờ thật sự đã muộn lắm rồi. Cô cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi không muốn nấu cơm. Muộn thì anh không về khế viên nữa. Ở nhờ nhà em một đêm được chứ. Em cũng đỡ phải đưa đón cho phiền phức. Thực ra Bùi Địch Văn rất biết suy nghĩ cho người khác. Anh chắc nhà em. Thư sướng trượt tròn mắt nhìn Bùi Địch Văn. Phòng của Thư thần vẫn để trống mà. Anh ngủ ở đó là được. Bùi Địch Văn không hề khó tính chút nào. Quyển 2, chương 12 Bốn phía rất yên tĩnh, thỉnh thoảng một tiếng còi tàu thủy vang lên xa xa, ngoài ra chỉ còn tiếng lá nho bị gió thổi kêu xào xạc. Đã lâu rồi mới có cảm giác yên tĩnh thế này. Lâu đến mức Bùi Địch Văn cảm thấy không quá chân thực, anh ngủ không ngon lắm. Anh sinh ra ở Provence, thành phố được coi là lãng mạn nhất nước Pháp. Lối sống của người dân thành phố này đơn giản vô tư, thoải mái ung dung, thời tiết cũng cực kỳ thoải mái. Từ tháng 7 đến tháng 8, dù khách đổ về nườm nượp, không khí thoang thoảng mùi hoa quải hương trăm dặm vẫn thơm mùi nhựa thông cũng góp thêm một mùi thơm khác biệt bộ phim vang bóng một thời của đài truyền hình vệ tinh hồ nam là lại gặp một giấc mơ hoa cũng từng đến provence lấy ngoại cảnh từ nhỏ anh đã thích yên bình không thích chen chúc vào những nơi đông người anh không có bất cứ hứng thú gì với lễ hội hoa quải hương mà vô số người háo hức chỉ có liên hoan ca kịch orin mới có thể khiến anh chú ý đôi chút anh không cảm thấy provence có gì lãng mạn nó cũng không có bao nhiêu khác biệt so với các thành phố khác trên thế giới. Cái gọi là du lịch chẳng qua chỉ là đi từ một nơi buồn chán tới một nơi vô vị khác mà thôi. Nhưng anh rất thích lối sống ở Provence. Học hết cấp 2 ở đây, anh được người nhà đón về Hồng Kông. Hồng Kông, nơi mặt trời chói chang chiếu sáng hơn một nửa thời gian trong năm, cả người lúc nào cũng ngập trong bụi bặm và mồ hôi, độ ẩm cao đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đã mưa là cả đất trời trắng xóa một màu, những tòa cao ốc xếp sang sát bên nhau, lúc nào con người cũng có cảm giác chật chội như ở trong một lon cá sa điên đóng hộp. Từ lúc đặt chân đến Hồng Kông anh đã mắc chứng mất ngủ, cho dù có mệt mỏi rã rời cũng không thể lăn ra ngủ ngay được. Anh lựa chọn đến Hoa Đông buổi chiều làm tổng biên tập là vì nghe nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, luôn luôn tĩnh lặng như vùng Giang Nam bụi mưa lãng mạn, rất thích hợp cho một linh hồn quẻ quải nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn mất ngủ. Thành phố nhỏ tĩnh mịch vẫn tràn ngập các loại yếu tố thời thượng, khắp nơi đều là công trường xây dựng, đường phố đầy bụi bặm, không khí quyện lẫn với khí thải xe hơi. Anh không biết còn có thể tìm được một thiên đường yên lặng ở nơi nào. Và cuối cùng anh đã tìm ra, hoàn toàn ngoài ý liệu. Húng hồ lúc này anh cách thư sướng gần như vậy, chỉ có một bức tường. Nằm xuống giường, anh nghe thấy cô mở nhạc, tiếng dép lê lạch cạch đi tới đi lui trong phòng, tiếng mở ngăn kéo, cả tiếng gọi điện thoại cho ai đó. Một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng cô bấm công tắc tắt đèn. Nín thở, dường như anh có thể nghe được cả tiếng thở của cô. Bùi địch văn lại lật người. Áo ngủ của thư thần hơi rộng, đã giặt nhiều lần nên chất vải rất mềm, mặc rất thoải mái. Phòng này nhìn ra vườn, cửa sổ rất rộng, anh không kéo rèm cửa sổ lại. Ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng rất rõ ràng. Thư thần có vị trí rất quan trọng trong lòng thư sướng và bố mẹ cô, có thể thấy rõ điều này qua cách bố trí trong phòng trước khi đi ngủ thư sướng đã hỏi anh có cần chuyển sang một phòng khác hay không nhà cô còn có một gian phòng ngủ dành riêng cho khách trong căn phòng này chỗ nào cũng có dấu vết của thư thần thông thường mọi người đều e ngại ngủ ở đây nhưng anh không phải một người thông thường anh thích thư thần hâm mộ thư thần hâm mộ cuộc sống hồn nhiên đơn giản vô lo vô nghĩ được thư sướng yêu thương che chở tiếc là thư thần đi quá sớm bùi địch văn càng nghĩ càng không ngủ được anh dứt khoát ngồi dựa vào đầu giường đưa tay nâng gáy nhìn ánh trăng ngoài vườn không biết thư sướng có ngủ ngon không nhớ tới cảnh cô miễn cưỡng đồng ý cho mình tá túc anh không khỏi mỉm cười đúng là một cô bé ngốc chẳng lẽ nửa đêm anh sẽ biến thành sói xám lao về phía cô hay sao nếu anh là sói xám thì đâu cần chờ tới bây giờ anh thật sự suy nghĩ cho cô nghĩ cô lái xe đi đi lại lại quá mệt mỏi và phiền phức nhưng anh lại rất muốn cô mệt mỏi và phiền phức vì anh vì vậy ngủ lại là biện pháp trung hòa mặc dù có hơi mạo muội bùi địch văn khẽ cười buổi tối ăn hai bát cháo nên lúc này bắt đầu cảm thấy hơi tức bụng loại nhà hai tầng kiểu cổ này không có buồng vệ sinh trong phòng mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung cơm nước xong thư sướng ngượng ngùng đỏ bừng mặt nói với anh nhà vệ sinh ở đâu phòng tắm ở đâu anh gạt ga trải giường mượn ánh trăng tìm đôi dép lê đi trong nhà bàn tay bị bỏng cua quạng không cẩn thận làm đổ chiếc đèn bàn trên chiếc tủ đầu giường phải đỡ được chiếc đèn theo phản xạ có điều kiện đèn không bị vỡ nhưng vẫn phát ra tiếng động bùi địch văn nhẹ nhàng đặt chiếc đèn về vị trí cũ quẹt quẹt tiếng dép lê đột nhiên vang lên từ gian phòng bên cạnh ngay sau đó cửa phòng mở ra thư sướng chạy vào phòng như một cơn gió bùi địch văn còn chưa hết sửng sốt thì thư sướng đã ôm chặt lấy anh thần thần sao thế lại gặp ác mộng à hay là không ngủ được đừng sợ đừng sợ ngoan Sướng sướng ở đây, sướng sướng ngủ với anh, sướng sướng hát cho anh nghe." Thư sướng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp lướt qua cổ anh. Dưới cây cầu ngoài cửa, một đàn việt đang bơi, nào cùng đếm với tôi, tám. Thư sướng đẩy anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi nằm xuống bên cạnh dịu dàng hát. Bùi Địch Văn vẫn cứng đờ như hóa đá. Anh không nhớ cảm giác này đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi hay có lẽ anh chưa hề có cảm giác như thế này tình hình hiện nay cũng khiến anh cảm thấy hơi khó xử nhưng anh không muốn lên tiếng làm thư sướng kinh động lúc này thư sướng tràn ngập tình mẹ dịu dàng yêu thương làm người khác yên tâm chốc lá sau bàn tay thư sướng dần dần vỗ chậm lại gác đầu lên hõm vai anh rồi liên tục ngáp bùi địch văn bất đắc dĩ ho một tiếng bây giờ anh và thư sướng còn chưa tới lúc cùng giường chung gối anh không muốn thấy cô phải ảo não hối hận và tự trách cả người thư sướng rung lên, hai mắt trợn tròn. Tim đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch, sau đó là sự tuyệt vọng không bờ bến. Anh! Chỉ định đi vệ sinh, không cẩn thận làm em thức giấc. Bùi địch văn cũng không nỡ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn của cô sau khi bừng tỉnh. Thần thần! Không còn nữa! Thư sướng thì thầm, bàn tay vẫn giữ nguyên trên không trung, đầu cúi gầm như một em bé, thực ra không chỉ có mẹ mới nhầm lẫn như vậy, em cũng thường xuyên nhầm lẫn, luôn cảm thấy thần thần vẫn chưa đi, vẫn ngủ ở phòng bên cạnh. Lúc nào cũng sợ anh ấy lén dậy ra ngoài vườn chơi nên em ngủ rất tỉnh. Một giọt nước lấp lánh rơi xuống mu bàn tay anh. Ừ, bùi địch văn nhẹ nhàng kéo cô lại gần, nhẹ nhẹ vỗ lưng cô như cô vỗ lưng anh lúc nãy, một người quan trọng đột nhiên đi mất, chúng ta luôn cần có thời gian để thích ứng. Không phải thích ứng mà là không còn chỗ dựa dẫm nữa, thư sướng lắc đầu bất lực, bố mẹ em sinh em khi tuổi đã quá lớn chăm sóc thần thần đã hao hết tinh thần và thể lực của họ người ở bên em chỉ có thần thần mặc dù anh ấy hơi ngốc nhưng vẫn rất quan tâm rất hiểu chuyện không để em phải bận tâm bất kể em làm đúng hay sai thì anh ấy cũng luôn cười với em em nói gì anh ấy cũng không bao giờ cãi lại giọng nói của một người mẹ bùi địch văn cười thì ra em muốn tìm một người sùng bái vô điều kiện cũng không phải trong lòng mỗi người đều có một gia đình đều có một người khiến mình cảm thấy ấm áp khi cô đơn, khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới người đó sẽ lại tràn ngập dũng khí. Thư sướng Bùi địch văn than nhẹ một tiếng, anh không ngờ cô bé này lại suy nghĩ nặng nề như vậy, cứ cho rằng sau khi để cô khóc thoải mái lần trước thì khúc mắt trong lòng cô đã vợi bớt nhiều rồi. Anh ấy đã ở trong lòng em như vậy, thì em còn phải băn khoăn gì nữa? Chỉ cần chỉ cần em muốn thì anh ấy sẽ vẫn ở trong lòng em, bất cứ người nào cũng không thể cướp đi được. Thư sướng ngẩn ra, vẻ mặt đông cứng rất lâu sau cô mới cười ngượng ngùng đúng vậy có gì phải băn khoăn chứ anh ấy là thần thần em là sướng sướng bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được ôi lại mất mặt với anh một lần nữa em yên tâm trí nhớ của anh không tốt lắm giọng anh hết sức hòa nhã cô đỏ mặt đẩy cánh tay anh ra từ từ đặt hai chân xuống đất anh đi vệ sinh đi em cũng về ngủ đây có điều anh vẫn nhớ tất cả những lần em mất mặt Bùi địch văn đột nhiên áp tới, mang theo nụ cười, hồn lên đôi môi cô. Thư sướng. Cô cố gắng tỏ vẻ kiên cường khiến anh thương xót, không có mất cứ một chút do dự nào, anh chỉ muốn hôn cô, không liên quan gì đến tình dục. Anh ngậm cánh môi cô, dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương. Thư sướng giải dụ mấy cái rồi từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng người vào vòng tay anh. Đầu óc cô rất loạn, toàn thân không còn một chút sức mạnh nào, không có tâm tư suy nghĩ xem nụ hôn này lại có ý nghĩa gì. Bây giờ, nụ hôn của Bùi Địch Văn đã trở thành chuyện thường ngày như lời chào buổi sáng rồi. Trong một đêm như thế này, nửa đêm bừng tỉnh, đau đớn vì nhận ra thần thần đã đi, có một người ở bên mình thật tốt, thật ấm, cô cho phép chính mình xa vào trong đó. Kẹt. Ban đêm yên tĩnh, cổng nhà đột nhiên nhẹ nhàng mở ra. Ông nhẹ tay một chút, đừng làm sướng sướng giật mình. Vu Phân Hạ thấp giọng, biết thế, nhưng cái vali này nặng quá nên tôi phải kéo chứ không nhấc lên được. Thư tổ khang lên tiếng. Ai bảo ông mua nhiều đồ như vậy làm gì? Thư tổ khang cười cười, mấy khi được đi xa như vậy, phải mua ít quà cho họ hàng với bạn bè chứ. Ờ, ngày mai gọi điện thoại bảo họ tới nhà chơi, nhân tiện đưa quà cho họ luôn. Ôi, bay chuyến đêm mệt thật, cuối cùng cũng về đến nhà. Thư tổ khang buông vali hành lý ra, móc chìa khóa mở cửa thư sướng hoảng sợ đẩy bùi địch văn ra chết rồi bố mẹ em về làm thế nào bây giờ đi ra chào chứ sao bùi địch văn không hiểu tại sao thư sướng hoảng hốt như vậy thư sướng nhìn quanh khắp nơi căng thẳng nhăn nhó tốt nhất là anh tìm chỗ nào tránh đi vì sao anh phải tránh bùi địch văn hỏi với giọng hơi giận bởi vì thư sướng sốt ruột dậm chân lần đầu tiên có đàn ông ngủ lại đã bị bố mẹ bắt sống lần này thì trời sập rồi không kịp nữa rồi, anh cứ tạm thời ở trong phòng đã, em. Em về phòng em. Nhất thời cô không kịp giải thích, đành phải tách ra trước rồi nghĩ cách sau. Cô vừa ra đến cửa phòng thì Vu Phân đã bật công tắc đèn, phòng khách lập tức sáng choang, ánh sáng làm thư sướng chói mắt. Ông ơi! Vu Phân sợ hãi kêu lên một tiếng, đưa tay chỉ bóng đen trước cửa phòng thư thần, thần thần kia. Thư Tổ Khang vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo, ông nắm chặt tay Vu Phân, không phải, bây giờ thần thần làm sao có bóng được a à, thế thì là kẻ trộm vu phân hoảng sợ run rẩy hai người sợ hãi lui ra ngoài cửa bố mẹ con đây mà thư sướng kêu lên rồi đi ra quá nửa đêm rồi mà con còn không ngủ đến đứng trước cửa phòng thần thần làm gì trời à cậu ta là ai vu phân hoảng sợ nhìn bùi địch văn đứng phía sau thư sướng quyển hai chương mười ba anh ấy là tổng biên tập tòa soạn báo anh ấy đến nhà mình chữa bỏng thư sướng vô thức bước sang một bước đứng chắn trước mặt bùi địch văn anh sửng sốt cầm tay kéo cô về phía sau đến chữa bỏng vào giờ này vu phân nghi hoặc đánh giá bùi địch văn chào hai bác cháu xin lỗi vì đã làm phiền bùi địch văn bình tĩnh gật đầu chào hai người mỉm cười lịch thiệp ngày mai cháu phải bay chuyến sớm sợ không kịp bôi thuốc ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên cháu mạo muội xin tá túc một đêm. Anh khẽ giơ bàn tay trái lên như vô tình, bàn tay bị bỏng hiện rõ dưới ánh đèn. Tổng biên tập ở xa đây lắm à? Thư tổ khang nhìn anh không chớp mắt. Không xa, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch vì căng thẳng của thư sướng, bùi địch văn tranh mảnh nhướng mày. Nếu không xa thì sáng mai tới sớm một chút không được cả. À? Sắc mặt thư tổ khang trở nên rất khó coi một người đàn ông xin ngủ lại nhà một phụ nữ chỉ có một mình giải thích kiểu gì cũng thấy đáng ngờ ông cũng là đàn ông cũng từng trẻ tuổi cũng hiểu những ý đồ đen tối trong lòng đàn ông bùi địch văn trả lời không chút hoang mang tối qua lúc tới đây cháu cũng định như thế nhưng vừa bước chân qua cổng cháu đã quá vui mừng cháu không ngờ có thể được nhìn thấy một ngôi nhà thanh nhã gần trăm năm tuổi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như thế này ở tân giang cháu từng học kiến trúc cũng từng đi tham quan kiến trúc cổ của các nước cảm giác này người không rõ về kiến trúc sẽ không thể hiểu được cũng giống như một người thích sách nhìn thấy một quyển sách đã tìm kiếm rất lâu vậy chỉ muốn được cầm mãi không buông tay ra vì vậy cháu mới đường đột xin thư sướng cho ngủ lại thì ra cậu ta không nhòm ngó con gái mình mà là quan tâm đến ngôi nhà này ngôi nhà này vẫn là niềm tự hào của thư tổ khang nếu bùi địch văn đưa ra lý do khác thì chắc chắn ông vẫn còn nghi ngờ nhưng nghe bùi địch văn nói như vậy ông lập tức có cảm giác gặp được tri âm vẻ mặt trở nên dễ coi hơn rất nhiều. Tuy nhiên Vu Phân không có cảnh giới cao như vậy, đây mà cũng là lý do. À thích thì ngày nào cũng đến mà xem, chẳng lẽ ngủ lại một đêm là cái nhà này sẽ trở thành của cậu ta? Bà cũng rất thích Hải Nam, nhưng nhìn đủ rồi là thôi, chưa bao giờ bà nghĩ tới việc chuyển tới sống ở đó. Quá nửa đêm ở trong cùng một phòng với Thư Sướng, có thể thấy rõ là không có hảo tâm. Nhưng dù có giận bà cũng không tiện nói ra. Thư Tổ Khang đã có vẻ bị anh thuyết phục anh còn là lãnh đạo tối cao của thư sướng bàn tay cũng bị bỏng thật anh bình tĩnh đứng rất thẳng nguyên bộ đồ ngủ không lộ chân không lộ tay tóc cũng không rối bà lại nhìn thư sướng quần áo cũng vẫn nghiêm chỉnh hơn nữa người ta xin được ngủ lại thì thư sướng cũng có thể từ chối nếu đã đồng ý thì người ta chính là khách hơn nữa còn là khách quý vì vậy vu phân đành phải nuốt cục tức này xuống cháu không quen với cách bố trí đồ đạc trong phòng thư thần, nên vừa nãy không cẩn thận làm rơi cái đèn bàn khiến thư sướng tỉnh giấc. Bây giờ nhiệt độ ở Hải Nam rất dễ chịu, hai bác đi chơi vui chứ. Như nhìn thấu tâm tư vu phân, bùi địch văn thờ ở nói tiếc. Công ty du lịch sắp chương trình rất tốt, chúng tôi đến sân bay hải khẩu rồi. Thấy thư tổ khang chuẩn bị dốc bầu tâm sự, vu phân vội vã khẽ huyết ông, ngày mai tổng biên tập phải dậy sớm, ông để anh ấy đi ngủ đi. a à, đúng đúng. Thư tổ khang liên tục gật đầu. Chúc cô chú ngủ ngon. Bùi địch văn gật đầu chào hai người rồi quay sang nhìn thư sướng. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Như gặp đại nạn mà không chết, thư sướng tỏ ra rất rụt rè. Sướng sướng, mang ba lô lên tầng cho mẹ, vù phần nói nhỏ, mặt vẫn xanh mét. Để tôi mang lên cho, muộn rồi, để nó đi ngủ đi. Thư tổ khang nói chen vào. Ai khiến ông mang? Vu Phân liếc chồng rồi nhét ba lô vào lòng thư sướng. Thư tổ khang sửng sốt, vội chạy theo mà không để ý đến chiếc vali nặng trịch dưới đất. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Vu Phân đã chỉ mũi thư sướng khẽ rít lên, con thành thật giải thích cho mẹ, rốt cuộc con và cậu ta có chuyện gì. Vẻ mặt thư sướng rất vô tội, không phải vừa rồi đã nói hết rồi sao mẹ? Vu Phân dí ngón tay vào trán cô, nghi mặt vặn hỏi, con cho rằng bố mẹ có thể tin những gì cậu ta vừa nói à cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắc ở cùng nhau còn gì là thể thống nữa, con còn biết thể diện là gì không? Mẹ, mẹ đừng nói nghiêm trọng như vậy. Bây giờ không phải thời đại viễn cổ mà nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa không phải ai cũng xấu xa như vậy. Thư sướng hơi chột dạ đưa tay xoa đôi môi đỏ hồng nóng bỏng. Nhưng con không biết dư luận đáng sợ thế nào à? Vu phân tức giận đến mức run rẩy. may mà là bố mẹ nhìn thấy, nếu là Dương phàm hay mẹ chồng con bắt gặp thì con có nhảy xuống hoàng hà cũng không giải thích được. Sướng sướng, con sắp cưới mà trước đám cưới lại gây chuyện thị phi, thì biết nói thế nào với Dương phàm. Thư Sướng mím chặt môi, một câu nói đã đến bên miệng nhưng nhìn vẻ mặt quẻ quải của bố mẹ cô lại quay đầu đi nhỏ giọng nói, người khác không tin con thì thôi, nhưng con là con gái bố mẹ mà bố mẹ không hiểu con là người thế nào sao? Vu Phân vẫn không buông tha, không phải mẹ nói con đã làm việc gì mà nói con phải đúng mực. Con và cậu ta như vậy mà bảo không có chuyện thì ai tin? Được rồi, lãnh đạo không đắc tội được chúng ta có thể bán mạng làm việc cho người ta có thể tặng quà đưa tiền cho người ta nhưng không cần phải bán cả sự trong sạch của mình vu phân bà nói nghiêm trọng quá rồi đây thư tổ khang nói hết sức thận trọng ông càng già càng lẩm cẩm rồi tôi lẩm cẩm thế nào tại sao bà cứ nhất định phải nói quân tử thành tiểu nhân nếu ông không ở nhà tôi cho một người đàn ông ngủ lại nhà rồi đột nhiên ông về bắt gặp thì ông sẽ nghĩ thế nào vu phân thật sự hơi sốt ruột thư tổ khang chớp chớp mắt bà đã lớn tuổi như vậy rồi có cho người ta ngủ lại thì cũng chẳng sao tôi sẽ không nghĩ thế nào cả ông ông hai bố con ông định làm tôi tức chết cả vu phân ôm ngực thư sướng cười đắng chát đột nhiên cảm thấy rất vô lực cô xua tay bố mẹ mệt rồi tắm rửa rồi đi ngủ thôi vu phân còn định nói tiếp nhưng thư tổ khang đã kéo bà lại nháy mắt con về suy nghĩ lại những gì mẹ nói nhé Vu Phân có vẻ tự trách vì nuôi con mà không dạy được. Trở về phòng, Thư Sướng nhìn thấy điện thoại di động để bên gối báo có tin nhắn. Tuổi thân lắm à? Bùi Địch Văn hỏi. Không. Anh nghe tiếng bước chân cô rồi mới gửi tin nhắn sao? Thư Sướng. Nếu em cho phép thì sáng mai anh sẽ chủ động nói chuyện với bố mẹ em rằng thực ra chúng ta đang yêu nhau, được không? Tổng biên tập bùi, anh đúng là giết người không giao anh để em nhìn ngắm cái thế giới tươi đẹp này thêm một thời gian nữa được không thư sướng nhăn nhó trả lời rồi tắt điện thoại cuối cùng thì đêm cũng yên tĩnh trở lại sáng sớm hôm sau mặc dù rất mệt nhưng vu phân vẫn mang đôi mắt thăm quần tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng cho sếp của con gái thư sướng bảo bà về phòng nghỉ ngơi còn mình và bùi địch văn sẽ ra ngoài ăn vu phân hất tay cô ra cũng không thèm nhìn cô con đã làm chủ nhà giữ cậu ta lại làm khách quý rồi thì mẹ sẽ giúp con giữ đủ thể diện trái tim thư sướng khẽ thắt lại. Bữa sáng cực kỳ thịnh soạn, Bùi Địch Văn lạnh nhạt tỏ lòng biết ơn rồi chỉ uống nửa bát cháo, hoàn toàn không động vào những thứ khác. Thư tổ khang đích thân bôi thuốc cho anh và còn chuẩn bị đủ lượng thuốc dùng cho anh mấy ngày tiếp theo. Lúc cáo từ, hai người đưa Bùi Địch Văn ra xe, trên đường gặp hàng xóm láng giềng, không đợi người ta chất vấn vu phân đã giới thiệu trước, lãnh đạo của sướng sướng, đến nhà chữa bỏng. Bùi Địch Văn khẽ nhíu mày chiếc cherry chạy ra khỏi ngõ đến đường phố qua gương chiếu hậu bùi địch văn nhìn thấy thư tổ khang và vu phân nhìn nhau vẻ mặt thoải mái như vừa tiễn được hung thần vu phân quả thật là vừa đưa được hung thần đi thật may là tối qua về kịp có bọn họ ở nhà thì người khác không thể nghi ngờ gì được như vậy cũng không khác gì bảo vệ được sự trong sạch của thư sướng vì vậy đương nhiên vu phân phải cảm thấy thoải mái nhìn cảnh này bùi địch văn chợt có cảm giác rất kỳ lạ quay mặt lại cảnh tượng cuối cùng căn nhà thư sướng lưu lại cho anh là mái hiên màu xanh đầy ánh nắng ban mai. Đưa anh đến sân bay chứ? Thư sướng hỏi. Còn chưa tới giờ cao điểm đi làm, xe trên đường không nhiều nên cô lái xe rất nhanh. Thư sướng, nếu anh làm bạn trai em thì em và người nhà sẽ cảm thấy rất mất mặt à? Bùi địch văn hỏi. Thư sướng nhíu mày, tổng biên tập bùi, anh thật là biết nói đùa. Bùi địch văn nghiêng đầu nhìn thư sướng chầm chầm, thư sướng vẫn nhìn về phía trước anh không bao giờ nói đùa vẻ mặt em lúc này đang viết giá như tối qua chưa hề xảy ra chuyện gì còn anh thì ngược lại anh rất vui vì tối qua đã gặp bố mẹ em như vậy sau này chính thức tới đây chào hỏi sẽ không cần tự giới thiệu nữa thư sướng gượng cười ha ha nhưng tráng vẫn không giãn ra lúc này điều làm cô phiền muộn là làm thế nào giải thích với bố mẹ về chuyện ly hôn dương phàm thư sướng em còn chưa trả lời câu hỏi của anh vẻ mặt bùi địch văn dần trở nên nghiêm túc. Tổng biên tập bùi. Thư sướng hơi bất đắc dĩ tấp xe vào ven đường, bố mẹ em đã nhiều tuổi rồi nên tư tưởng rất lạc hậu. Gì nữa? Anh cần bồi dưỡng em thật tốt để em giành được giải Pulitzer, trở thành niềm tự hào của họ. Thư sướng, đây là từ chối khéo đúng không? Bùi địch văn chăm chú nhìn cô ba giây rồi nghiêm túc chất vấn. Thư sướng nuốt nước miếng, hạ thấp tầm mắt, tổng biên tập bùi, anh đến sân bay hay là về văn phòng không cần anh xuống xe ở đây bùi địch văn tức giận mở cửa xe sách cặp lạnh mặt chạy ra lề đường chặn một chiếc xe taxi rồi nghênh ngang đi mất một người như anh sẽ có nội tâm cực kỳ kiêu ngạo nhưng những gì được giáo dục khiến anh đối nhân sự thế rất lễ độ rất ôn hòa nhưng đồng thời anh cũng rất mạnh mẽ từ trước đến nay những gì anh muốn đều sẽ được thực hiện theo kế hoạch không nhanh không chậm rồi tới tay một cách tự nhiên thư sướng anh đã để ý đến cô ba năm anh để cô vào tòa soạn báo đến thẳng phòng pháp trị tìm giáo viên tốt cho cô đích thân chỉ điểm cô viết tin tức ngoài mạc tiếu cô là người phụ nữ duy nhất trong tòa soạn được tiếp xúc thường xuyên với anh nếu là người khác thì chắc chắn sẽ ý thức được sự đối xử khác biệt của anh nói không chừng sớm đã nảy sinh tình cảm với anh rồi như trong mặt này thư sướng rất chậm chạp đối với anh cô chỉ có kính trọng và cả một chút hờn giận anh cũng không vội đánh thức cô chỉ im lặng đợi cô hiểu anh. Đợi ba năm nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ, đúng là ngốc quá mức. Lúc này không còn cách nào khác nên anh mới chủ động đến với cô. Anh đang ở tuổi này, bằng cấp cao, năng lực tốt, hậu thuẫn gia đình không tồi, tướng mạo lại như ý, trước giờ làm việc gì vẫn luôn giống trống khu chiên, trên đường đời đương nhiên không thể ít ông bướm, vậy mà anh lại thầm yêu một nhân viên của mình, quả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh không để ý một điều, có lẽ không phải thư sướng chậm chạp, mà là cô thật sự không thích anh để ý một người anh có thể nói những lời nhàm chán làm những chuyện non nớt vì người đó nhưng anh tuyệt đối sẽ không để người đó phải miễn cưỡng chút nào anh đã bày tỏ anh đã hành động thậm chí còn đã hôn cô nhiều lần kể cả là người ngu ngốc cũng sẽ rõ ràng nhưng thư sướng lại chưa bao giờ trả lời chữa bỏng cho anh nói không chừng cũng chỉ là sự quan tâm của nhân viên đối với lãnh đạo anh thật sự không biết phải làm gì với cô bùi địch văn mở cửa sổ xe đưa tay che khuất không trung xanh thẳm và mỉm cười tự giảo nhìn taxi biến mất trong tầm mắt trong lòng thư sướng có một loại cảm giác trống rỗng nhưng cô thà để trái tim mình trống rỗng còn hơn phải gọi bùi địch văn quay lại cô và bùi địch văn là nam cực và bắc cực cho dù trái đất nóng lên toàn bộ núi băng đều tan hết thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa không phải cô cảm thấy mình không xứng với anh mà là hiện nay cô không có dũng khí yêu một người cũng không thể tin mục đích của bùi địch văn là như vậy là yêu hay là trò chơi hay là chỉ thích săn tìm của lạ trải qua chuyện với dương phàm cô đã mất khả năng phân biệt tình cảm thật giả cho nên cô vẫn ra lệnh cho chính mình phải giữ tỉnh táo văn nhân đều rất kích động theo đuổi loại kích động này có lẽ sẽ có một cảm xúc suốt đời khó quên nhưng gần như chắc chắn cũng sẽ làm cho cuộc sống vốn khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại như hiện nay trở nên hỗn loạn và nát bét nhiệt độ mới nóng chưa được vài ngày giữa bùi địch văn và thư sướng đã hạ xuống như vậy không có điện thoại không có tin nhắn gặp nhau trong thang máy hai bên cũng chỉ gật đầu lạnh nhạt như đồng nghiệp với đồng nghiệp rồi ai đi đường nấy thư sướng cũng trọng nhìn tay anh vết bỏng đã không còn sưng phòng mọng nước nữa thư sướng không cảm thấy mất mát một khi đêm tối rực rỡ ánh đèn đã qua thì mặt trời buổi sáng lại mọc lên như thường lệ khi có tin tức cô lại lái xe đi khắp nơi lúc không có tin tức thì ngồi trong phòng làm việc chuẩn bị các nội dung trọng điểm tháng sau tìm kiếm tư liệu đọc các sách vở liên quan tạ lâm đã xuất viện nhưng vẫn chưa đi làm khi chơi chán lại gọi điện thoại làm phiền thư sướng thư sướng hỏi chị ta tại sao cậu bạn trai chụp ảnh kia lại không ở bên chị ta tạ lâm thầm thì cậu ta đã đến tây tạng chụp ảnh giọng nói cực kỳ u oán cô nói chuyện điện thoại với tạ lâm cực vui những lúc có mặt ở phòng làm việc thôi kiện làm việc gì cũng rất mạnh chân mạnh tay không biết đàm tiểu khả đang bận gì mà như thần long thấy đầu không thấy đuôi không đến tâm sự những chuyện riêng tư của mình với thư sướng nữa hai ngày sau thư sướng đang ngồi trong phòng làm việc thì bất ngờ nhận được điện thoại của triệu khải anh ta nói bài phỏng vấn viết rất tốt phải mời cô đi ăn cơm để cảm ơn anh đã hy sinh quá nhiều thời gian và tiền bạc để giúp các nông dân công kiện tụng rồi thôi không cần phải mời cơm tôi đâu tôi viết trên tinh thần thực sự cầu thị không hề cố ý khen anh thư sướng nói triệu khải nói đây cũng chính là nguyên nhân tôi phải mời cô ai không sợ cây bút trong tay phóng viên chứ muốn một người lên trời sẽ lên trời muốn một người xuống đất sẽ xuống đất còn cô lại hạ thủ lưu tình với tôi thư sướng cười cười định tiếp tục từ chối thì triệu khải đã dừng lại buổi tối ăn cơm chúng ta nói chuyện tiếp nhé thư sướng sửng sốt có thể nói là đã nhận lời anh ta mà không hiểu vì sao buổi tối thư sướng đến nhà hàng triệu khải hẹn nhà hàng trang trí cực kỳ tinh nhã không chỉ có bàn ghế làm bằng gỗ lê hoa mà trong đại sảnh còn có cả hồ nuôi cá, từng con cá chép gấm đắt tiền nhàn nhã bơi qua bơi lại, hoa sen trong hồ đua nở. Sàn nhà lát đá xanh, những chuồng đèn cung đình phát ra ánh sáng tao nhã và mềm mại. Tóm lại tất cả đều được trang trí nhã nhặn, không hề có mùi thương mại khiến mọi người có thể cảm thấy yên bình. Thực đơn được làm kiểu sách đóng chỉ, thư sướng mở ra, thấy một đĩa xà lát dưa chuột cũng 50 tệ, cô bất giác suýt xoa đương nhiên cô vẫn ra vẻ bình tĩnh gọi mấy món ăn rẻ nhất triệu khải cười nói mọi người vẫn nói luật sư hết ăn nguyên cáo lại ăn bị cáo nên kiếm được rất nhiều tiền tại sao lại phải tiết kiệm cho tôi làm gì nói xong anh ta nhỏ giọng bảo người phục vụ mặc đồng phục màu đen đổi mấy món ăn chẳng mấy khi gặp được người tự biết mình như anh vậy tối nay tôi phải ăn thật nhiều mới được có điều sau này có gặp phiền phức gì chắc tôi cũng không dám tìm anh bào chữa cô thì khác chỉ cần là chuyện của cô thì tôi đều miễn phí. Lúc nói những lời này Triệu Khải không hề cười, thư sướng không thể đoán được anh ta nói đùa hay là nói thật. Thức ăn lần lượt mang lên đều là mấy món rau bình thường, nhìn thì đẹp nhưng ăn vào cũng không thấy ngon là mấy, không biết tại sao lại đắt như vậy. Hôm đó lúc cô đến phỏng vấn tôi vẫn cảm thấy nhìn cô rất quen mà nghĩ mãi không ra. Sau đó vô tình lật xem tập ảnh trước kia tôi mới đột nhiên nhớ ra, thực ra tôi cũng coi như là một nữ giáo viên của cô. Triệu Khải nói, thư sướng nhất thời sửng sốt, ơ, ờ, sao có thể như vậy? Bằng luật sư của tôi là sau khi đi làm mới thi, trước đó tôi dạy chính trị. Tôi học đại học ở trường Sư Phạm, năm thứ tư đến thực tập ở trường số 1 Tân Giang khối cấp 3, khi đó cô đang học lớp 9. Thư sướng chớp chớp mắt. Khối cấp 2 và khối cấp 3 của trường số 1 không liền nhau mà mỗi khối nằm ở một bên đường. Nhà trường quản lý rất nghiêm, bình thường không cho phép học sinh khối nọ sang khối kia chơi cô lại không phải loại học sinh đặc biệt ưu tú tướng mạo cũng bình thường tại sao triệu khải lại chú ý tới cô xin lỗi luật sư triệu tôi thật sự không có ấn tượng gì với anh ờ chúng ta cũng chưa nói chuyện cũng là do một học sinh trong lớp chỉ cho tôi nên tôi mới biết cô khi đó trông cô rất ngang tàn ờ thư sướng ngẩn ra vì sao lại chỉ tôi cho anh xem cô là người ngoài hành tinh nhà triệu khải khẽ mỉm cười khi đó cô Viết một bức thư tình trích dẫn đủ kinh sử cho ban học Lưu Dương lớp tôi, cô còn nhớ không? Thư sướng đột nhiên giống như hóa đá, xấu hổ đỏ bừng mặt. Khi đó cậu ta vừa mới chuyển trường, cô không biết. Thư gửi đến lớp học, phong bì thư màu hồng nhìn rất bắt mắt. Một đám nam sinh không nhịn được bóc ra, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi nhớ cô trích dẫn một bài thơ rất hay, tên bài thơ là yêu anh như thế, tại sao yêu anh như thế, không dám nói ra, không dám thở. Chỉ sợ đánh động cung đàn đang truyền miên cuốn quyết. Đó là tiếng hòa nhịp của hai trái tim yêu nhau, yêu anh như thế, không chỉ là những lúc nhớ anh. Ha ha, sau khi nghe tôi cảm thấy cô nữ sinh viết thư này rất đa sầu đa cảm. Có hôm tan học đứng ở cổng trường, một học sinh chỉ một cô bé tóc rất ngắn nói với tôi, wow, đó chính là bạn thư Sướng yêu, anh Như, thế đấy thầy ạ." À. Quyển 2, chương 14. Thư Sướng ngồi như hóa đá nhìn Triệu Khải hoặc nói cô đang ước gì mặt đất nứt ra một cái khe để cô chui vào không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp mặt cô đã thay đổi rất nhiều suýt nữa tôi không thể hình dung ra cô và cô bé đó là một bây giờ cô và lưu dương thế nào rồi triệu khải hỏi thư sướng vợ khóc vợ cười luật sư triệu lúc còn trẻ ai trong chúng ta cũng từng làm những việc ngốc nghếch sau đó còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa đó là chuyện gì chính là một nữ sinh ngốc nghếch mới biết yêu thầm mến một nam sinh ưu tú, kích động viết một bức thư tình ngớ ngẩn. Ai ngờ người nhận thư lại đã biến mất trong biển người. Sau đó dần dần cô hiểu ra, kỳ thực đó không phải tình yêu. Đúng, khi mới biết yêu chúng ta đều không hiểu tình yêu. Vậy sau đó hai người không gặp nhau à? Luật sư Triệu tặc lưỡi rất tò mò, rất tiếc nuối, lúc cậu ta chuyển trường, nhà trường đã rất tức giận. Cậu ta đã học lớp 12 thuộc về loại học sinh đứng đầu trong khối nhà trường trông chờ cậu ta có thể làm rạng rỡ cho trường vậy mà cậu ta lại chuyển đi không nói một lời lý do gì cũng không có thư sướng nhún vai nếu anh không nhắc tới anh ta thì tôi cũng quên mất từng có một người như vậy sao lại thế không biết là động chạm đến sợi nơ ron nào của anh ta mà triệu khải trừng mắt nhìn cô không dám tin thư sướng không nói nữa chỉ khổ não nhíu mày điện thoại di động đổ chuông rất đúng lúc tôi nghe điện thoại một lát nhìn thấy số máy bàn trong nhà thư sướng cười cười xin lỗi triệu khải rồi đi ra bên ngoài nghe máy thư sướng sao còn chưa về nhà vu phân hỏi thư sướng sửng sốt mỗi lúc vu phân gọi cô là thư sướng thì thông thường đều là lúc bà rất tức giận mẹ trong nhà có chuyện gì à cô hỏi hết sức thận trọng con không cảm thấy bây giờ con nên về nhà rồi à vu phân hỏi ngược lại thư sướng rất hiếu thảo gần như không bao giờ chống đối vu phân sau khi thần thần chết cô càng chú ý hơn bình thường vâng con sẽ về ngay đây cô trở lại phòng ăn luật sư triệu xin lỗi trong nhà có chút chuyện tôi phải về trước ăn no chưa triệu khải quan tâm tôi ăn rất no rồi vậy tốt đi đường lái xe chậm một chút sau này có học trường số một gì thì tôi sẽ gọi cô đi cùng cho vui Triệu Khải vẫy tay ra hiệu cho Thư Sướng đi trước còn mình thì gọi nhân viên tới thanh toán. Thư Sướng lái xe rất nhanh, 15 phút sau đã về tới nhà. Vu Phân Sa sầm mặt ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm nào đó, Thư Tổ Khang đứng nghiêm bên cạnh. Bố, mẹ, con về rồi. Thư Sướng chào khẽ. Một hồi lâu sau Vu Phân mới chậm rãi nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Thư Sướng, lạnh lão như nhìn một người lạ. Bà chỉ nói bốn chữ, con ly hôn rồi thư sướng sững người không phải cô chưa chuẩn bị tư tưởng nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn không biết nên mở miệng như thế nào cô chỉ yên lặng đón ánh mắt vu phân mẹ gọi điện thoại cho mẹ dương phàm mấy lần bảo bà ấy tới chơi nhưng bà ấy đều nói có việc mẹ và bố con liền mang quà mua ở hải nam tới cho bà ấy bà ấy lại khóc lóc nói với mẹ sau này không cần khách khí như vậy nữa chúng ta đã không phải thông gia nữa thư sướng nhà bà đã chạy theo tổng biên tập tòa soạn vứt bỏ Dương Phàm nhà tôi. Dương Phàm không chịu được, tức giận đến mức sốt cao, bây giờ còn đang truyền dịch. Giọng Vu Phân rung lên, đương nhiên không chỉ có thế, những lời sỉ nhục của La Ngọc cầm bắn về phía bà như pháo liên thanh khiến bà cứng họng không còn mặt mũi nào. Thư sướng biện bạch, mẹ, không phải như vậy. Con còn muốn lừa bố mẹ đến chết. Con chưa ly hôn Dương Phàm. Lửa giận của Vu Phân bốc lên ngùng ngục, bà đứng bật dậy trách mắng, tại sao tao lại đẻ ra đứa con gái vô liêm sỉ như mày? Biết trước năm đó đã bóp chết mày từ trong bụng để khỏi phải mất mặt như bây giờ. Đêm đó rõ ràng mày gian díu với thằng tổng biên tập kia rồi lại còn lừa tao với bố mày, đúng không? Con không? Mẹ, mẹ đừng giận, mẹ ngồi xuống để con nói cho mẹ nghe. Vu phân chỉ cô, càng ngày thở càng nhanh, thư sướng vội tiến lên vỗ lưng cho bà nhưng lại bị bà đẩy ra. Mày muốn bám lấy thằng tổng biên tập kia để thăng quan phát tài, tao với bố mày không cản đường mày cũng không cần thơm lây tao sẽ coi như chưa sinh ra đứa con gái như mày dương phàm là một thằng bé tốt như vậy không có mày nó cũng sẽ không chết được nó sẽ tìm được cô gái tốt hơn mày gấp trăm lần ngàn lần mày thì có gì tốt không phải vì mày thì thần thần cũng sẽ không đi sớm như vậy vu phân thở hổn hển trận mắt nhìn thư sướng mặt thư sướng như không còn màu máu dần dần trắng xanh cô nhắm mắt lại đúng vậy con và dương phàm ly hôn rồi trong cuồng phong bão tác cô lại bình tĩnh đến mức đáng sợ con đi công tác quảng châu về mẹ anh ấy và anh ấy bảo con ly hôn vì thần thần là một cái động không đáy bọn họ không có nghĩa vụ đeo gánh nặng này vu phân tức giận run rẩy âm thanh lập tức cao lên mày nói bậy việc này tao đã hỏi mày nhiều lần mày vẫn nói dương phàm ủng hộ thần thần thay thận thần thần đi không phải dương phàm và mẹ nó cũng tới phúng viếng sao mày lại còn tìm lý do bào chữa cho sự tồi tệ của mày à? Con sợ bố mẹ lo lắng nên mới không nói với bố mẹ. Mẹ nghĩ xem có phải khi đó bọn họ tới thì tình hình nhà chúng ta đã khác trước kia rồi đúng không? Mày nói họ ham muốn tiền nhà chúng ta. Vu phân nhíu mày, thư sướng, mày thật sự làm tao lạnh lòng. Mày và Dương Phạm mới biết nhau chắc. Mày còn chưa hiểu nó. Mày với nó đã yêu nhau ba năm, còn đã đăng ký rồi. Nếu nó là người như vậy thì sao mày còn lấy nó? Nói xấu nó như vậy mày không thấy lương tâm cấm rứt à? Anh nháy. Biết một người phụ nữ ở Hàng Châu. Thư Sướng nhắm mắt. Mày càng nói càng quá đáng, tiếp theo mày sẽ nói Dương Phàm đã có một đứa con ở bên ngoài. Mày. Tại sao mày lại trở nên như vậy? Mày đừng nhìn mặt tao nữa. Chửi mắng chưa hết giận đột nhiên vu phân giơ tay cho thư sướng một cái bạc tay. Thư sướng cúi đầu không kêu một tiếng, giấu tay in hằng trên gương mặt trắng muốt. Thư tổ khang vẫn yên lặng tiến lên đỡ lấy vu phân, nói tử tế, đừng đồng thủ. Nó đã là người lớn rồi, ngày mai đi làm thế nào được? Phải để tất cả mọi người thấy sự vô sĩ của nó. Ông không cần thương, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ coi như nó cũng bị đâm chết như thần thần rồi lời của vu phân như một thanh kiếm lạnh đâm thẳng vào trái tim thư sướng cô có thể cảm thấy trái tim đang chảy máu một giọt một giọt lại một giọt tao không muốn nhìn thấy mày nữa mày mày chút đi cút đi vu phân dậm chân kêu gào vu phân đủ rồi thư tổ khang lo lắng nhìn gương mặt không còn màu máu của thư sướng nó không cút được tôi đi vu phân đã tức giận đến mức đánh mất lý trí căn bản không biết mình đang nói gì nữa không cần, mẹ, mẹ ở nhà, con đi." Thư Sướng xoay người đi ra ngoài cổng. "Sướng sướng." "Thư Tổ Khan gọi ở phía sau." Cô không quay lại. Không biết tại sao một cột đèn đường ở ngoài ngõ lại hỏng, ba ngày lũ trẻ chơi đùa xếp mấy tảng đá thành đống ở ven đường, cô không chú ý vấp chân một cái, mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất. Cảm thấy đầu gối đau rát, một hồi lâu không thể nhúc nhích, cô bò lên bám vào bờ tường từng bước chậm chạp đi về phía trước rốt cục đi ra đầu ngõ. Ngẩng mặt nhìn sao đầy trời, gió thổi mạnh hơn mọi ngày, cô vùng vẫy đi về phía trước như chạy trối chết, chỉ mong sao cách nhà càng xa càng tốt. Không biết đi được mấy con phố, cuối cùng cô không đi được nữa. Nhìn thấy ven đường có quán cà phê tên là 999 đóa hồng, ánh đèn chiếu qua cửa sổ trở nên lẫn lộn trong mắt cô. Cô dùng chút sức mạnh cuối cùng đẩy cửa đi vào, lão đảo ngồi vào một chiếc bàn, gục mặt xuống mặt bàn lạnh buốt và không còn sức lực nhấc đầu lên nữa một nhân viên đi tới hỏi gì đó rồi lại gọi quản lý trực tối nay tới. Trên người cô toàn là bụi đất, đầu gối rách một lỗ lộ ra vết máu, mặc như một tờ giấy, nhìn rất đáng sợ. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, thật sự không muốn để những người lạ này vây quanh mình, cho tôi một cốc trà sữa nóng. Chỉ trà sữa thôi à? Quản lý hỏi, không hề có ý định rời đi, ánh mắt quan sát cô rất kỹ từ trên xuống dưới. Thư sướng cau mày, phải trả tiền trước à? quản lý lộ ra nụ cười nghề nghiệp, tốt nhất là như vậy. Thư sướng đưa tay tìm túi sách và nhận ra vì đi quá vội nên không mang túi, hôm nay cô mặc áo len không có lấy một cái túi, thảo nào quản lý lại coi cô như loại ăn quyệt. Có thể mượn điện thoại dùng một lát không? Cô chống bàn đứng lên. Quản lý chần chừ một lát rồi dẫn cô đi tới quầy ba kéo máy bàn tới cho cô. Cô cắn môi bấm một dãy số, thắng nam, mang ít tiền đến, tớ đang ở quán cà phê 999 đóa hồng không được bảo đang trực cũng không được bảo có việc tớ sắp không chịu được nữa rồi đầu bên kia điện thoại không có người nói cô chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hơi dồn dập cô mặc kệ gác điện thoại nói với quản lý cô ấy lập tức đến ngay vậy được rồi mời cô trở lại chỗ ngồi tôi sẽ pha trà sữa cho cô có cần thêm chút đồ ăn nhẹ không quản lý hỏi rất nhiệt tình thư sướng lắc đầu chỉ chốc lát trà sữa đã được mang lên cô uống mấy ngụm tứ chi mới có một chút sức mạnh hô hấp cũng dần dần trở nên trót lọt không biết là bao lâu sau có lẽ rất nhanh có lẽ rất lâu chiếc chuông gió treo ở cửa quán vang lên một nam giới cao lớn mang theo gió phá cửa mà vào thư sướng chậm rãi xoay người cô không thấy rõ mặt anh chỉ nhìn thấy trên bàn tay trái anh toàn là những nốt bỏng mới vỡ máu và nước lẫn lộn trước mắt bao người người đàn ông đi tới chỗ cô dùng vòng tay ấm áp đỡ lấy thân thể suy yếu của cô một cách rất tự nhiên dùng bàn tay lành lặn còn lại lau vết bẩn trên mặt cô anh nói thư sướng đầu gối em đang chảy máu phải đến bệnh viện điều trị cô không phản đối đứng lên không nói tiếng nào theo anh đến quầy trả tiền lại ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng đi ra khỏi quán anh mở cửa chiếc continental flying spur rồi dìu cô ngồi vào cô nhìn thấy trên tay lái cũng dính nước và máu lẫn lộn như trên bàn tay trái anh em gọi điện thoại cho thắng nam trái tim cô dừng đập nửa nhịp cô nhắm mắt lại thi thao. Nhưng trong lòng em nghĩ đến anh. Anh thắt dây an toàn cho cô, vuốt vuốt tóc cô, cẩn thận nâng tay trái lên vì sợ dính vào người cô. Cô nhìn anh rất lâu, đột nhiên bật cười khanh khách, tổng biên tập bùi, nếu em không nhận lời anh thì thật sự có lỗi với ý trời, có lỗi với ý dân. Vậy em quyết định nhận lời anh rồi chứ? Anh hỏi không nhanh không chậm. Em hơi sợ, nhưng em... Đã không còn sức phản kháng cô gian rộng hai tay đột nhiên nhào vào trong lòng anh hưởng thụ hơi thở ấm áp trên người anh tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo